ta có nhất kiếm chương 3263, còn có giúp đỡ. Diệp Quang chỉ cảm thấy trật tự kiếm ý của mình thoáng cái liền chất biến. Mà đúng lúc này, thanh âm của đám người thượng thương chủ cùng với nghịch đạo hình đồ cũng là dồn dập vang lên. Nguyện ý tuân thủ trật tự của tiểu cửu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khí tức trật tự kiếm ý của Diệp Quang tăng vọt mấy chục lần, trật tự kiếm ý mạnh mẽ phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp bức lui ý chí tổ đạo. Không chỉ như thế, những hỏa lôi tới gần chỗ Diệp Quang vậy mà không chịu nổi cổ trật tự kiếm ý kinh khủng kia, trực tiếp nổ tung tại chỗ, hóa thành hư vô. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của Diệp Quang trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn chẳng qua là một cái ý niệm, mấy vạn trượng bên ngoài, một mảng lớn lôi trụ màu đỏ như máu trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, đám người thượng thương chủ đều là rất đổi chấn kinh, thực lực của tiểu cửu tăng lên cũng quá mức biến thái. Diệp Quang hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên cắm một kiếm vào thời không trước mặt. Trăng rắc. Mọi người chỉ nghe tiếng vỡ thanh thúy, ngay sau đó, thời không vùng vũ trụ này như tấm gương gặp phải trọng kích, vỡ nát ầm ầm. Bên ngoài. Một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, chém thẳng vào tổ đạo đang tế chúng sinh kia. Một kiếm này giết ra, để gãy nghiền nát, mảnh thương khung kia trực tiếp vỡ nát tầng tầng, vô số lực lượng đại đạo bị chém vỡ. Tổ đạo nhìn chầm chầm Diệp Quang chém một kiếm tới, mặt không biểu tình, ngay vào lúc một kiếm kia của Diệp Quang giết tới trước mặt nó, Diệp Quang bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lập tức ngừng lại, bởi vì có một đạo thần thức khủng bố không hề yếu hơn tổ đạo trực tiếp khóa lại hắn. Tổ đạo này còn có giúp đỡ. Không phải Phạm Chiêu Đế. Cũng không phải chủ nhân đại đạo bút. Ngay trong nháy mắt Diệp Quang dừng lại, tại hệ ngân hà xa xôi, phía trên một viên tinh cầu màu vàng, một bàn tay lớn đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp vỡ nát thời không, trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt Diệp Quang, hung hăng ép về phía hắn, liền muốn ép hắn thành bột mịn. Diệp Quang hiếp hai mắt lại, không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Vô số kiếm quang vỡ nát, bắn tung tóe ra từ giữa thiên địa, Diệp Quang trực tiếp bị chấn liên tục lui lại. Diệp Quang sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía bàn tay to lớn trước mặt kia bàn tay to lớn kia tựa như một vị thần linh sừng sững ở trước mặt tổ đạo tản ra từng cổ khí tức cổ lão phản phất như đến từ hàng tỷ năm trước diệp quang hiếp hai mắt lại là ngươi hắn không nghĩ tới người thần bí trên sao hỏa kia vậy mà lại xuất thủ tương trợ tổ đạo này đối phương làm sao lại tương trợ tổ đạo này diệp quang nhíu lại lông mày thật sâu rất là nghi hoặc người thần bí trên sao hỏa kia cũng không trả lời diệp quang chẳng qua là bàn tay to lớn kia vẫn như cũ thủ hộ ở trước mặt tổ đạo tổ đạo nhìn thoáng qua bàn tay to lớn kia lập tức cười to một tiếng tiếp tục bắt đầu tế chúng sinh lúc này đám người quân đế xuất hiện ở bên cạnh diệp quang quân đế nhìn bàn tay to lớn kia nhíu mày tiểu cửu ngươi biết đối phương diệp quang gật đầu ừm quân đế nhìn chằm chằm bàn tay to lớn kia bản thể đối phương không ở nơi này mà là ở một địa phương cách nơi này rất xa. Diệp Quang nhìn thoáng qua bàn tay to lớn kia. Nhị ca, ta cần các ngươi giúp ta ngăn chặn đối phương. Nói xong, hắn nhìn về phía tổ đạo cách đó không xa, vào giờ phút này, khí tức của tổ đạo đã càng ngày càng mạnh. Quân đế lúc này gật đầu. Được. Nói xong, y cùng với đám người tam tỷ bên cạnh cùng nhau tan biến ngay tại chỗ, mà cơ hồ là cùng một thời khắc. Diệp Quang đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông. Một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng vô số vũ trụ. Qua trong giây lát, một kiếm kia của Diệp Quang đã giết tới trước mặt Tổ Đạo, Tổ Đạo nâng tay phải lên chính là đấm ra một quyền, vô cùng vô tận lực lượng đại đạo tựa như ngàn tỷ dòng lũ bao phủ mà ra. Ầm. Uhm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quang một lần nữa bị chấn bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Tổ Đạo. Diệp Quang lúc này, bởi vì có đám người quân đế tín ngưỡng, trật tự kiếm ý tự thân có thể nói đã tương đương với nửa bước đạo ngã tự tại cảnh, tăng thêm thanh huyền kiếm cùng với trật tự kiếm ý trong tay, cho dù đối mặt với đạo ngã tự tại cảnh chân chính, đó cũng là có lực đánh một trận. Chẳng qua, hiện tại đi đến đạo ngã tự tại cảnh đã biết, chỉ có lăng tiêu cùng với tổ đạo, từ chiến lực của Phạm Chiêu Đế trước mắt mà nói, ả khẳng định cũng xem như đạo ngã tự tại cảnh. Mà trên lệch chiến lực giữa Diệp Quang cùng với bọn hắn hiện tại, tự nhiên vẫn phải có, cũng may hiện tại tổ đạo đang tế chúng sinh, phần lớn thực lực đều ở bên trên tế chúng sinh, bởi vậy, Diệp Quang miễn cưỡng có khả năng chiến với nó một trận. Diệp Quang Điên cùng thúc giục lực lượng huyết mạch cùng với trật tự kiếm ý tự thân, một kiếm lại một kiếm chém về phía tổ đạo, hắn mặc dù có thể phá lực lượng đại đạo của tổ đạo, nhưng hắn thủy chung không thể chân chính chém giết tổ đạo này. ầm. Uhm. Theo một mảnh kiếm quang bột phát ra, Diệp Quang không tiếp tục ra tay, hắn ngừng trên không trung gắt gao nhìn chầm chầm khu vực chỗ tổ đạo. Tại khu vực này, quanh thân tổ đạo tản ra từng cổ ý chí tổ đạo kinh khủng, những ý chí kia như một bức tường thành không thể phá vỡ bảo hộ ở bốn phía nó, Diệp Quang hủy một bức. Liền sẽ lập tức xuất hiện một bức mới, vô cùng vô tận. Tổ đạo vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quang, không thể không nói, đối với Diệp Quang, nó vẫn còn có chút kinh ngạc, Nhớ ngày đó lần đầu gặp Diệp Quang, Diệp Quang yếu như gà vậy, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực của Diệp Quang liền đã đi đến trình độ này. Có thể nói, ở bên trong thập cực vũ trụ này, trừ một vài trần nhà đỉnh cấp bọn hắn, không ai có thể làm gì được tên gia hỏa này. Nghĩ đến đây, trong mắt Tổ Đạo một lần nữa nổi lên sát ý. Bên trong danh sách phải giết trong lòng nó, lại thêm một cái Diệp Quang. Kẻ này hôm nay không diệt trừ, ngày sau tất thành đại họa dường như nghĩ đến cái gì, tổ đạo nhìn thoáng qua mảnh chiến trường nơi xa kia, ở trong mảnh chiến trường này, chiến đấu giữa Phạm Chiêu Đế cùng với Lăng Tiêu đã tiến vào giai đoạn quyết liệt, lực lượng của hai người đều vô cùng kinh khủng, cho dù là nó cũng đều có chút kiên kỵ. Đều phải chết. Trong lòng tổ đạo sát ý đại đình những nghịch chủng này đều phải chết. Đợi sau khi chính mình đột phá, phải diệt sát toàn bộ bọn hắn. Nó thu hồi ánh mắt, tay trái chậm rãi nắm chặt, vô số lực lượng chúng sinh liên tục không ngừng tụ về phía nó theo những lực lượng chúng sinh kia tiến vào trong cơ thể nó thân thể nó bắt đầu khẽ rung lên khí tức cũng đang dần dần phát sinh thuế biến về chất phát giác được sự biến hóa này trên mặt nó không nhịn được nổi lên một vệt nụ cười qua một hồi nữa nó là có thể tiến thêm một bước đúng lúc này một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nó ngay sau đó một mảnh kiếm quan kinh khủng đã chém tới trước mặt nó Tổ đạo nhẹ nhàng quét tay phải qua, vô số lực lượng đại đạo cùng với ý chí đại đạo tuôn ra, sau đó cản lại đạo kiếm quang kia, mà Diệp Quang lại là chém một kiếm tới. Vào giờ phút này Diệp Quang đã thôi động ba loại lực lượng huyết mạch đến cực hạn, nhưng mà, mặc cho hắn vung trảm như thế nào, đều vẫn như cũ không làm gì được Tổ đạo. Tổ đạo hiện tại cũng không liều mạng với Diệp Quang, chỉ phòng ngự, mà loại đấu pháp này của nó, đừng nói Diệp Quang, coi như là Lăng Tiêu cùng với Phạm Chiêu Đế đến cũng đều không nhất định có thể làm gì được nó. Tổ đạo sở dĩ lựa chọn loại đấu pháp này, vẫn là vì cầu ổn, nó cũng không muốn ở thời điểm này liều mạng với Diệp Quang, một phần vạn bị tìm được cơ hội chém cho một kiếm, đây chính là phí công nhọc sức. Đối với Diệp Quang, nó vẫn có chút coi trọng, đặc biệt là thanh kiếm trong tay Diệp Quang kia, liền có chút không bình thường, bởi vậy, vì lý do an toàn, nó lựa chọn cẩu thả một thoáng. Diệp Quang tại thời khắc này đột nhiên trở nên có chút nôn nóng bởi vì hắn biết nếu để cho tổ đạo này đột phá khi đó tất cả mọi người cũng đều không phải là đối thủ nhưng vào giờ phút này vô luận hắn vung thanh huyền kiếm như thế nào cũng đều vẫn như cũ không làm gì được tổ đạo này đúng lúc này tháp nhỏ đột nhiên nói khống chế một chút nghe được tháp gia diệp quang đột nhiên bừng tỉnh hắn vội vàng chậm rãi nhắm hai mắt lại tỉnh khí ngưng thần một lát sau hắn hít một hơi thật sâu tâm thần yên tĩnh hắn mở hai mắt ra nhìn thoáng qua tổ đạo cách đó không xa, tổ đạo cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quang đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm gãy trong tay, hắn sau khi yên lặng một lát, đột nhiên dơ cao thanh huyền kiếm. Oanh! Trong chốc lát, vô số trật tự kiếm ý từ trong cơ thể hắn dân trào mà ra, sau đó giống như như thủy triều hội tụ vào bên trong thanh huyền kiếm. Tái tạo thanh huyền kiếm Theo vô số trật tự kiếm ý tràn vào bên trong thanh huyền kiếm, thanh huyền kiếm vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Nhìn thấy một màn này, tổ đạo lập tức nhíu mày, vào giờ khắc này, trong lòng nó đột nhiên dấy lên một chút bất an. Diệp quan lại là nắm thật chặt thanh huyền kiếm, vô số trật tự kiếm ý không ngừng tràn vào bên trong thanh huyền kiếm, thần sắc của hắn ngưng trọng, còn có chút thấp thỏm, bởi vì bản thân hắn cũng không xác định chính mình có thể tái tạo thanh huyền kiếm hay không, dù sao, thanh kiếm này không phải là do hắn chế tạo. Nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể thử một chút. Ở dưới trật tự kiếm ý liên tục không ngừng tràn vào, thanh thanh huyền kiếm gãy này dần dần bắt đầu phục hồi như cũ, chuyện này khiến trong lòng Diệp Quang lập tức thở dài một hơi. Có hy vọng. Mà sắc mặt của tổ đạo thì trầm xuống, nó nhìn thoáng qua bên phải, nơi đó, bàn tay to lớn của người thần bí trên sao hỏa vào giờ phút này đã bị đám người quân đế gắt gao kiềm chế lại, căn bản là không có cách thoát ra để tương trợ. Tổ đạo thu hồi ánh mắt, lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ tế chúng sinh. Nó đương nhiên sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng lên trên thân người khác, chỉ cần nó tế chúng sinh thành công, như vậy tất cả mọi người trước mắt cũng đều là sâu kiến. Trong nháy mắt liền có thể diệt. Phát giác được tổ đạo tăng nhanh tốc độ tế chúng sinh, Diệp Quang cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ tái tạo thanh huyền kiếm, không thể không nói, hắn đang vận toàn lực, hơn nữa, như hắn sở liệu, nếu như là trước đó hắn căn bản rất không có khả năng tái tạo thanh huyền kiếm này sau khi lấy được tín ngưỡng của đám người nhị ca. Trật tự kiếm ý của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này mới có thể tái tạo kiếm ý, bằng không, căn bản không được. Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm tái tạo thanh huyền kiếm, sau khi vô cùng vô tận trật tự kiếm ý tràn vào, thanh huyền kiếm không ngừng kịch liệt trung lên, đoạn kiếm gãy kia bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói tiểu chủ ta chỉ còn thiếu một chút xíu tháp nhỏ đột nhiên nói tiến vào tháp lúc này diệp quang trực tiếp tan biến ở tại chỗ tiến vào bên trong tháp nhỏ nhìn thấy diệp quang đột nhiên tan biến tổ đạo lập tức nhíu mày cái quỷ gì thế cái tên này chạy nhưng vào lúc này diệp quang đột nhiên lại xuất hiện ở giữa sân mà vào giờ khắc này thanh huyền kiếm trong tay hắn đã phục hồi như cũ nhìn thấy một màn này tổ đạo lập tức sửng sốt Diệp Quang nhìn về phía Tổ Đạo, không nói nhảm câu nào, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông. Tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng. Vẻ mặt của Tổ Đạo lập tức biến đổi, tay phải nó đột nhiên toát ra một quyền, một quyền này ra, một vùng ngân hà vũ trụ hiển hiện, trong nháy mắt thu Diệp Quang vào, nhưng sau một khắc, Diệp Quang chẳng qua là một kiếm, liền trực tiếp chém vỡ mảnh vũ trụ kia, ngay sau đó, một kiếm hung hăng chém về phía Tổ Đạo. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, tổ đạo trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quang trảm lui mấy vạn trượng, nó vừa dừng lại một cái, chỉ thấy Diệp Quang đột nhiên lại giết một kiếm tới. Vào giờ phút này thanh huyền kiếm khôi phục, tăng thêm ba loại lực lượng huyết mạch cùng với trật tự kiếm ý mới, hắn chém xuống một kiếm, ngay cả lực lượng đại đạo cũng đều có thể ma diệt. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quang, trong mắt tổ đạo lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, tay phải mở ra, sau đó đột nhiên nhét lên, cú nhét lên này, Ngàn tỷ sao trời hiển hiện ở giữa thiên địa, ngay sau đó, đạo đạo đại đạo lôi kiếp dũng mảnh lao về phía Diệp Quang. Nhưng mà, Diệp Quang chẳng qua là tùy ý trảm ra một kiếm, mảnh tinh hà vũ trụ này trực tiếp vỡ nát, ngàn tỷ sao trời trong nháy mắt tịch diệt. Diệp Quang giết ra, một lần nữa chém một kiếm về phía tổ đạo, một kiếm này so với trước càng thêm cường đại, tốc độ cũng càng nhanh, trong chớp mắt chính là đã giết tới trước mặt tổ đạo. ầm uhm tổ đạo một lần nữa bị một kiếm này trảm lui. Mà ngay vào lúc Diệp Quang muốn tiếp tục ra tay, trên mặt tổ đạo vừa dừng lại lại là dâng lên một vệt nụ cười, vào lúc Diệp Quang một lần nữa chém một kiếm tới trước mặt nó, nó đưa tay chính là một quyền trực tiếp chấn bay Diệp Quang ra ngoài. Tổ đạo nhìn Diệp Quang bị đánh bay ra ngoài kia, cười to. Bản tổ đã thành công. Ha ha. Dứt lời, tay trái nó đột nhiên bốc cháy lên, trong chốc lát, khí tức của nó trực tiếp điên cùng tăng vọt nhìn thấy khí tức của tổ đạo điên cùng tăng vọt liền muốn thuế biến về chất trong mắt dịp quang lóe lên một vệt dữ tợn liền muốn bùng cháy thân thể cùng với linh hồn đồng thời triệt để phong ma nhưng đột nhiên hắn dường như cảm nhận được cái gì vẻ mặt đột nhiên khẽ biến quay đầu nhìn lại tổ đạo cũng không biết cảm nhận được cái gì sắc mặt cũng là thoáng cái kịch biến chỉ thấy mảnh khu vực ánh đao nơi xa kia ở nơi đó phạm chiêu đế đột nhiên ngừng lại ả không tiếp tục ra tay. Mà là thân hình rung lên, liên tục lùi lại về sau, thối lui ra khỏi mảnh khu vực chiến đấu kia, chuyện này khiến lăng tiêu cho mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là trong nháy mắt, Phạm Chiêu Đế liền đã thối lui ra khỏi phiến chiến trường này, cùng lúc đó, bàn tay to lớn đến từ trên sao hỏa hệ ngân hà kia cũng biến mất không thấy. Mọi người đều là nghi hoặc. Mà tổ đạo dường như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem, gầm thét phạm chiêu đế đồ tiểu nhân nhà ngươi lúc này một đạo ánh đao xuất hiện ở bên cạnh diệp quang tiếp theo lăng tiêu chậm rãi đi ra y nhìn về phía tổ đạo cách đó không xa vào giờ phút này khí tức của tổ đạo đã đạt đến giá trị giới hạn liền sắp thuế biến về chất diệp quang trầm giọng nói nữ nhân kia cố ý rút đi ở thời điểm này là muốn để cho chúng ta đánh nhau chết sống cùng với tổ đạo này lăng tiêu khẽ lắc đầu không có lựa chọn khác. Dứt lời, y trực tiếp hóa thành một đạo ánh đao hung hăng dết về phía tổ đạo. Diệp Quang yên lặng. Như Lăng Tiêu nói, cho dù biết nữ nhân kia có âm mưu, nhưng bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì bọn hắn không có khả năng để tổ đạo này đột phá. Tổ đạo này một khi đột phá, giữa sân không ai có thể địch. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quang cũng hóa thành một đạo kiếm quang dết về phía tổ đạo mà mấy người quân đế cũng là cùng nhau xông tới. Bọn hắn thế nhưng đã sớm muốn đập chết tổ đạo này. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất, bởi vì phần lớn lực lượng của tổ đạo này đều đang tế chúng sinh. Nhìn thấy đám người lăng tiêu đánh tới, vẻ mặt của tổ đạo lập tức trở nên vô cùng khó xem, vào giờ phút này nó hận không thể ăn tươi phạm chiêu đế. Mẹ nó, rơi vào bẫy của nữ nhân kia rồi. Mà vào giờ khắc này căn bản không có thời gian để nó nghĩ quá nhiều, bởi vì đám người lăng tiêu đã lao đến. Trong mắt tổ đạo lóe lên một vệt dữ tợn, nó đột nhiên mở tay phải ra, một miếng ấn đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay nó, miếng ấn này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen kịt, trên đỉnh ấn, có một chữ đạo, mà ở bốn phía ấn, phân biệt ấn có bốn chữ thiên, địa, đạo, pháp. Tổ đạo ấn Thứ này lúc trước, chính là thần vật mạnh nhất toàn bộ thập cực vũ trụ, cũng là ác chủ bài cuối cùng của nó, nếu như không phải bị bức đến loại trình độ này, nó là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Đối với nó hiện tại mà nói, việc cấp bách là chống đỡ qua cửa ải này, chỉ cần có thể đột phá, đây đều là sâu kiến. Ở trong nháy mắt tổ đạo thôi động tổ đạo ấn, tổ đạo ấn trực tiếp biến ảo thành một phương thập đạo thế giới, chụp toàn bộ đám người lăng tiêu vào bên trong, mà ở trong mảnh thập đạo thế giới này, vô số đạo Pháp cuốn tới, những đạo Pháp này không chỉ là thời đại này, còn có thời đại trước kia quá khứ đạo pháp. Hiện tại đạo pháp. Hơn nữa, còn không phải đạo pháp đơn giản, mà là đạo pháp chi tổ, miếng tổ đạo ấn này chính là đầu nguồn của toàn bộ đạo pháp. Diệp Quang cũng không có quản những lực lượng đạo pháp kia, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp chém một kiếm về phía chữ đạo trên đỉnh đầu kia. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quang trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp trở về tại chỗ bên trên đạo ấn kia xuất hiện một đạo vết kiếm nhàn nhạt. Sau khi dừng lại, Diệp Quang có chút chấn kinh, thanh huyền kiếm cũng đều không thể trực tiếp phá hủy ấn này. Hắn liền muốn thử lại một lần nữa, nhưng lại bị Lăng Tiêu ngăn cản, Lăng Tiêu nhìn chầm chầm chữ đạo kia. Tổ đạo ấn này là chảy qua từ khổ giới hải bên kia, lực lượng rất là quỷ dị, năm đó ta chính là khinh thị ấn này, sau đó bị ấn này gây thương tích, từ đó khiến đạo khiển xâm nhập vào trong cơ thể ta, không thể khinh thường. Diệp Quang trầm giọng nói: Chúng ta nhất định phải ngăn cản tổ đạo. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Đợi chút nữa ta sẽ đánh mở một lỗ hổng, ngươi sau khi ra ngoài liền đi chém tổ đạo. Nói xong, Tay Y cầm trường đao đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, giơ tay chém xuống. Một đao này hạ xuống, thời không trước mặt Y trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng to lớn. Diệp Quang thấy thế, vội vàng giết ra ngoài, nhưng ngay vào lúc hắn muốn xông ra, lỗ hổng kia cấp tốc khép lại. Mà lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên chém xuống một lần nữa. Trăng rắc. Chỗ thời không khép lại kia nứt ra một lần nữa. Diệp Quang thừa cơ chui ra ngoài. Mà ở trong mảnh thập đạo thế giới này, vô số đạo pháp vô thiên cái địa đè xuống. Trong nháy mắt này, cổ đao ý khủng bố Lăng Tiêu phát ra kia vậy mà cũng bắt đầu tiêu vong từng chút một. Lăng Tiêu hiếp hai mắt lại, tay phải y nhất chuyển, trực tiếp hóa thành một mảnh ánh đao vạn trượng phóng lên tận trời, trong chốc lát. Một mảnh lại một mảnh ánh đao hiển hiện từ trong mảnh thập đạo thế giới này. Hai loại lực lượng cực hạn đối kháng. Toàn bộ thập đạo thế giới trực tiếp bắt đầu rung lẩy bẩy, phản phất như động đất, mà không bao lâu, mảnh thập đạo thế giới này liền xuất hiện một chút vết rạn. Tổ đạo ấn này mặc dù khủng bố, thế nhưng vào giờ phút này tổ đạo căn bản không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tổ đạo ấn, bởi vì phần lớn lực lượng của tổ đạo đều đang ở bên trên tế chúng sinh, bởi vậy Tổ đạo ấn vào giờ phút này căn bản là không có cách chống lại Lăng Tiêu. Mà ở bên ngoài, Diệp Quang sau khi lao ra, hắn trực tiếp chém một kiếm về phía tổ đạo cách đó không xa, hắn là trăm triệu lần không thể để cho tổ đạo này đột phá, bởi vì khí tức tổ đạo phát ra vào giờ khắc này đã khiến cho hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Cái tên này một khi đột phá, giữa sân không ai cản nổi. Ầm ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quang đánh tới, tổ đạo trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quang chấn bay ra ngoài, mà ngay vào lúc Diệp Quang lại muốn chém tổ đạo một kiếm, chỉ thấy tổ đạo đột nhiên điên cùng cười phá lên, nó hướng về phía trước bước ra một bước, khí tức của nó lập tức như là núi lửa tích xúc vài vạn năm bùng nổ. Trong nháy mắt bột phát ra, trực tiếp chấn Diệp Quang liên tục lùi lại. Mà ngay vào lúc nó muốn bước ra bước thứ hai, đột nhiên, chỉ thấy toàn bộ thế giới giữa sân đột nhiên trở nên đỏ như máu, cùng lúc đó, thời không trước mặt tổ đạo trực tiếp nứt ra, phạm chiêu đế chậm rãi đi ra, tiếp theo, ả điểm một chỉ về phía tổ đạo, trong chốc lát, khí tức tổ đạo phát ra trực tiếp bị trấn áp. Phạm chiêu đế, tổ đạo đột nhiên gầm thét. Ngươi dám phản ta, ngươi dám phản ta. Phạm chiêu đế cũng không nói lời nào, ả hướng về phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, ngàn tỷ ác niệm tựa như vạn sơn áp đỉnh hung hăng ép về hướng tổ đạo. Của khí tức khủng bố phát ra trên thân tổ đạo kia liền bị trấn áp A à, tổ đạo đột nhiên gầm thét hai tay của nó trực tiếp bốc cháy do chân phải lên liền muốn bước xuống bước thứ hai triệt để đột phá công cùng xiền xích tự thân mà vào lúc chân phải chậm rãi hạ xuống khí tức trong người nó như thủy triều phun trào điên cùng chống tự khí tức ác niệm của Phạm chiêu Đế nhưng vào lúc này ở sao hỏa xa xôi một bàn tay to lớn phóng lên tận trời trực tiếp xé rách thời không đi đến đỉnh đầu tổ đạo tiếp đó hung hăng ép xuống tổ đạo ầm ầm cú đè ép này khí tức tổ đạo vừa bạo phát ra một lần nữa bị mạnh mẽ đè ép trở về mẹ kiếp tổ đạo hai mắt đỏ như máu nó gầm lên giận dữ trực tiếp bốc cháy đạo thể của chính mình mà theo đạo thể của nó bùng cháy một cổ khí tức đáng sợ một lần nữa bột phát ra từ trong cơ thể nó cổ khí tức này vậy mà mạnh mẽ bức khí tức ác niệm của phạm chiêu đế cùng với bi áp của bàn tay to lớn kia liên tục lui lại. Tổ đạo vui vẻ trong lòng, liền muốn thừa cơ bước ra một bước cuối cùng kia, đi đến một độ cao trước đó chưa từng có, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ một bên. Định ầm ầm Trong chớp mắt, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp hạ xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu tổ đạo. Không, Tổ đạo bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, muốn rách cả mí mắt. Không. ầm ầm. Ba cổ lực lượng kinh khủng điên cuồng trấn áp tổ đạo, mà tại thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong, nó mong muốn triệu hoán tổ đạo ấn trở về hộ thể, nhưng lại phát hiện ra, tổ đạo ấn vào giờ phút này bị đám người lăng tiêu gắt cao kiềm chế. Âm mưu. Đại đại âm mưu. Vào giờ khắc này, tổ đạo bừng tỉnh đại ngộ, tất cả những thứ này đều là do phạm chiêu đế này âm mưu, đối phương sở dĩ đi ra đối kháng cùng với đám người lăng tiêu, mục đích đúng là vì tê liệt chính mình, vì để cho chính mình tín nhiệm ả, cho rằng ả là thật sự đang giúp mình. Mà vào sau khi chính mình tin tưởng ả, bắt đầu tế chúng sinh, ả đột nhiên dừng tay, không đối kháng cùng với lăng tiêu. Tại loại thời điểm này, lăng tiêu làm sao lại buông tha mình? Mà chính mình vì đối kháng đám người lăng tiêu, chỉ có thể tế ra ác chủ bài cuối cùng tổ đạo ấn. Tất cả đều là âm mưu đúng lúc này thân hình phạm chiêu đế đột nhiên rung lên trực tiếp giết tới trước mặt tổ đạo trong mắt ả tràn đầy vẻ tham lam tổ đạo lập tức hiểu rõ ý đồ của nữ nhân này lập tức gằn giọng nói phạm chiêu đế lão tử cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi dứt lời nó trực tiếp liền muốn tự bạo đạo thể cùng với linh hồn nhưng vào lúc này lại là một thanh âm chậm rãi truyền đến trấn ầm ầm theo đạo thanh âm này hạ xuống một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp trấn áp tổ đạo ở tại chỗ khiến hắn không thể động đậy tổ đạo quay đầu nhìn lại cách đó không xa một vị nữ tử mặc áo bào trắng đứng nơi đó tĩnh tông chủ diệp quang nhìn tĩnh tông chủ đi ra yên lặng không nói tổ đạo diện mạo dữ tợn gầm thét lên đáng chết bọn ngươi đáng chết mà đúng lúc này phạm chiêu đế đã vọt tới trước mặt nó sau đó đánh một quyền vào phần bụng nó ầm ầm tổ đạo trợn hai mắt lên trong chốc lát vô số lực lượng chúng sinh trong cơ thể nó giống như thủy triều hội tụ về phía phạm chiêu đế tiếp tục tế chúng sinh chẳng qua lần này tế chúng sinh cũng không phải là tổ đạo mà là phạm chiêu đế chuẩn xác mà nói là ả đang đánh cắp trái ngọt trên người tổ đạo đúng lúc này diệp quan cách đó không xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ giữa sân một đạo kiếm quan xé rách mà qua thẳng đến phạm chiêu đế Hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải Tổ Đạo, mà là Phạm Chiêu Đế này. Phạm Chiêu Đế vất tay áo vung lên, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp ngăn ở trước mặt ả. Ầm. Uhm. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp bị ngăn ở tại chỗ. Mà vào giờ khắc này, khí tức của Phạm Chiêu Đế điên cuồng tăng vọt. Đúng lúc này, Tổ Đạo ấn đột nhiên bay về phía Tổ Đạo, nhưng vào lúc sắp tới gần Tổ Đạo, trực tiếp bị Phạm Chiêu Đế cách không một chỉ chấn bay ra ngoài. Lúc này, Mấy người lăng tiêu cũng vọt ra, lăng tiêu vào lúc nhìn thấy Phạm Chiêu Đế đánh cắp trái ngọt của tổ đạo, y cao mày, thân hình lập tức trung lên, hóa thành một đạo ánh đao dết về phía Phạm Chiêu Đế. Đúng lúc này, tỉnh tông chủ đột nhiên nhìn về phía lăng tiêu. Vỡ. ầm ầm Trong chốc lát, một mảnh ánh đao lăng tiêu thả ra nơi xa kia vậy mà bắt đầu nổ tung từng khúc. Lăng tiêu nhíu mày, đưa tay chém một đao về phía tỉnh tông chủ, tỉnh tông chủ điểm ra một chỉ, Đầu ngón tay có đại đạo ngưng hiện. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, Lăng Tiêu cùng với Tỉnh tông chủ đồng thời liên tục lùi lại. Lăng Tiêu sau khi dừng lại, y ngẩng đầu nhìn về phía Tỉnh tông chủ cách đó không xa, nhíu mày. Tự ngã đạo, ngươi cũng là nghịch đạo giả. Mà đúng lúc này, khí tức của Phạm Chiêu đế xa xa đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đặc biệt là khí tức ác đạo của ả, trực tiếp tăng vọt mấy chục lần, chẳng qua là một cổ uy áp khí tức liền trực tiếp chấn hết thảy cường giả giữa sân liên tục lùi lại, ở trong đó, bao gồm lăng tiêu cùng với tỉnh tông chủ. Đột phá Người đầu tiên thập cực vũ trụ đi đến tế chúng sinh cảnh. Phạm chiêu đế nở nụ cười, ả nhìn về phía diệp quan nơi xa, trong mắt, sát ý phun trào giống như thủy triều. Phạm chiêu đế vào giờ phút này, vẻn vẹn chỉ là tản mát ra một đạo uy áp, liền khiến cho tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao, tựa như là bị vạn sơn áp đỉnh, nặng nề vô cùng. Ả à đã siêu việt đạo ngã tự tại, đạt đến một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Tế chúng sinh cảnh. Mà theo ả à đi đến tế chúng sinh cảnh, cũng mang ý nghĩa đại đạo trật tự của tổ đạo không còn tồn tại giữa vũ trụ thiên địa này, lấy phạm chiêu đế ả à vi tôn. Lúc này tổ đạo cũng chưa chết, nhưng cả người đã hấp hối, hết thảy lực lượng chúng sinh nó tập hợp, toàn bộ đều bị phạm chiêu đế hấp thu sạch sẽ, không chỉ lực lượng chúng sinh lực lượng của bản thân nó cũng bị phạm chiêu đế hấp thu gần chính thành chính bởi vì nó cũng bị phạm chiêu đế coi là chúng sinh tiến hành hấp thu mưu tính mấy ngàn tỷ năm hôm nay toàn bộ tiện nghi cho phạm chiêu đế nó hận hận cơ hồ muốn nghiến nát răng nhưng mà nó căn bản không thể làm gì phạm chiêu đế tại thời khắc này mạnh mẽ đừng nói nó hiện tại coi như là nó ở trạng thái đỉnh phong cũng hoàn toàn không phải là đối thủ đúng lúc này thời không trên đỉnh đầu phạm chiêu đế cùng với tổ đạo đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn phạm chiêu đế ngẩng đầu nhìn lên không biết nhìn thấy cái gì đã hiếp hai mắt lại tiếp đó tay trái điểm ra một chỉ bên trong mảnh thời không gợn sóng kia đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh kiếm quang vỡ nát ngay sau đó mảnh thời không kia bắt đầu khôi phục như thường phạm chiêu đế nhìn chằm chằm mảnh thời không đã khôi phục bình thường kia cười khẩy chỉ như vậy mọi người ngẩng đầu nhìn mảnh thời không đã khôi phục bình thường kia đều là hơi nghi hoặc một chút mới vừa rồi là ai đột nhiên ra tay lăng tiêu ở xa xa ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh thời không gợn sóng trước đó kia cũng không biết nhìn thấy cái gì y hơi ngẩng ra lăng tiêu nhìn thoáng qua dịp quan cách đó không xa sau khi trầm tư một lát y đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao chém thẳng đến phạm chiêu đế ở nơi xa phạm chiêu đế cũng thu hồi ánh mắt duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái chỗ đầu ngón tay rơi một mảng lớn ánh đao kia vỡ nát ầm ầm lăng tiêu trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng ác niệm đáng sợ trấn áp ở tại chỗ không chỉ như thế đao ý khủng bố phát ra quanh thân lăng tiêu vào giờ phút này vậy mà cũng cùng nhau bị trấn áp vào giờ phút này thực lực của phạm chiêu đế so với trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhìn thấy một màn này đám người quân đế giữa sân đều là hoảng hốt mà đúng lúc này tổ đạo đã hấp hối kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra tổ đạo ấn trực tiếp bay vào trong tay nó, sau một khắc, nó mượn nhờ lực lượng tổ đạo ấn trực tiếp tan biến ở tại chỗ, lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước mảnh khổ giới hải bên trong thiên mộ giới kia. Nhìn mảnh khổ giới hải tĩnh lặng trước mắt, trong mắt nó lóe lên một vệt kiên kỵ, do dự. Đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên cách không một điểm đối với tổ đạo, một điểm huyết mang hiển hiện, qua trong giây lát, toàn bộ thiên mộ giới trực tiếp bắt đầu yên diệt cảm nhận được lực lượng khủng bố của Phạm Chiêu Đế, Tổ Đạo lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, nó ôm Tổ Đạo ấn trực tiếp nhảy vào bên trong khổ giới hải, mà những lực lượng ác đạo đó lúc đến gần khổ giới hải, trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Phạm Chiêu Đế cau mày. Tổ Đạo sau khi mang theo Tổ Đạo ấn nhảy vào khổ giới hải, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nó lại phát hiện ra, nó cũng không có chìm vào đáy khổ giới hải, không chỉ như thế, Tổ đạo ấn còn nổi lơ lửng, nó lập tức mừng rỡ, sau đó vung vẩy hai tay hai chân như là rùa đen bơi về phía nơi xa. Vừa bơi, nó còn vừa giận mắng Phạm Chiêu Đế: "Tên phản đồ nhà ngươi, ngươi hãy đợi lão tử, đợi lão tử." Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua Tổ đạo đang chậm rãi bơi trong khổ giới hải, ả cũng không tiếp tục ra tay. Tổ đạo này hiện tại ở trong mắt ả, so với phế phật đã không có gì khác, đừng nói nó như bây giờ coi như là nó thời kỳ đỉnh phong, bây giờ ở trong mắt ả, đó cũng là sâu kiến. Đương nhiên, không giết nó, còn có nguyên nhân khác, nó sống sót, còn có tác dụng rất lớn. Phạm Chiêu Đế thu hồi ánh mắt từ trên thân tổ đạo vừa mắng vừa bơi kia, ả quay đầu nhìn về phía Diệp Quang cách đó không xa. Ta cũng là có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà học được thiện ác cùng tồn tại. Diệp Quang nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Ta ngược lại cũng rất bất ngờ, Ngươi lại có thể mời được Tỉnh tông chủ cùng với người thần bí trên sao Hỏa kia. Ha ha. Phạm Chiêu Đế khẽ nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, vô số ác niệm bốn phía phun trào giống như thủy triều. Ngươi thông minh như vậy, không ngại đoán xem ta vì sao có thể mời được bọn hắn. Lúc này Ả cũng không vội, bởi vì đối với Ả mà nói, đã là toàn cục đã định. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía Tỉnh tông chủ. Ngươi một mực phản trật tự kỳ thật cũng không phải là phản trật tự của ta, mà là phản trật tự của tổ đạo, thế nhưng ngươi rất rõ ràng, dùng thực lực của chính ngươi, căn bản không có khả năng diệt được tổ đạo này, phạm chiêu đế sở dĩ có thể thuyết phục ngươi, cũng là bởi vì ả có biện pháp giết tổ đạo, đúng không? Tỉnh Tông Chủ khẽ gật đầu. Nói đúng một nửa. Diệp quan nhíu mày. Còn có một nửa thì sao? Tỉnh Tông Chủ cũng không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, Ta trợ ả à trấn áp cổ đạo, ả à từng hứa hẹn, ngươi có khả năng đi. Diệp Quang nở nụ cười. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tự nhiên là có khả năng. Phạm Chiêu Đế đột nhiên cũng nở nụ cười. Con người của ta là tuân thủ hứa hẹn nhất, ngươi có khả năng đi, chẳng qua, đám nghịch đạo giả bên cạnh ngươi này, bọn hắn phải chết, bởi vì bọn hắn đối với ta mà nói, thế nhưng là đại thuốc bổ. Diệp Quang nhìn tỉnh Tông Chủ. Tỉnh Tông Chủ, Cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng, Diệp quan ta lựa chọn đồng sinh cộng tử cùng với nhóm huynh để kết bái này. Tỉnh Tông Chủ nhìn chầm chầm Diệp Quang, một lát sau, nàng khẽ gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhưng sau khi đi hai bước, nàng lại ngừng lại. Ta đã từng nói, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đúng không? Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua tỉnh Tông Chủ, hiếp hai mắt lại. Lúc này tỉnh tông chủ chậm rãi quay người nhìn về phía diệp quan quan huyền vũ trụ lần chúng ta đánh cược kia ta nhận thua cuộc cho nên tư phàm tỉnh ta nguyện tuân trật tự của quan huyền kiếm chủ trong chốc lát trật tự kiếm ý trong cơ thể diệp Quang điên cùng tăng vọt tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ vũ trụ tại hệ ngân hà phạm tịnh sơn chủ nhân đại đạo bút đang quét rác cũng nghe được tiếng kiếm reo này y ngừng lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ. Cổ đạo trật tự đã vỡ, giữa thiên địa đã không còn trật tự, tâm nguyện đạt thành, cho nên, ngươi đang cầu xin chết sao? Tại thiên mộ giới Tại một khắc tỉnh tông chủ nguyện tuân trật tự của Diệp Quang, trật tự kiếm ý của Diệp Quang một lần nữa đạt được thuế biến về chất, vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của hắn đã đạt đến đạo ngã tự tại cảnh đỉnh phong. Trật tự kiếm ý là một loại trật tự mạnh nhất từ sau tổ đạo. Trong tay Diệp Quang, thanh huyền kiếm rung động không thôi. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nở nụ cười. Tỉnh Tông Chủ, không thể không nói, ngươi khiến cho ta có chút ngoài ý muốn, hóa ra ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể sáng lập một loại trật tự công bằng, đồng thời tin tưởng hắn sẽ không thay đổi thành ác long. Tỉnh Tông Chủ quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Biết ta tại sao lại tin tưởng hắn không? Phạm Chiêu Đế cười khẽ ta tin tưởng, ngươi chắc chắn sẽ không phải là bởi vì coi trọng hắn, dù sao, hắn là kẻ thấy một người yêu một người, vô cùng hoa tâm. Tỉnh Tông chủ nhìn chầm chầm Phạm Chiêu Đế. Trận chiến tại chân vũ trụ ngày đó kia, hắn cho đến chết cũng đều không có gọi người, cho nên, ta tin tưởng hắn. Nụ cười trên mặt Phạm Chiêu Đế dần dần tan biến. Ả à, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của tỉnh Tông Chủ, nếu như mục tiêu của thiếu niên này là giống như tổ đạo, nô dịch chúng sinh, hút máu chúng sinh, Vậy hắn kỳ thật hoàn toàn không cần cố gắng như vậy, hắn chỉ cần một câu là liền có thể làm được. Vậy hắn vì sao không gọi người? Rất đơn giản. Diệp Quan hắn muốn làm không chỉ là kháo sơn hoàng, Diệp Quan hắn là muốn vô địch chân chính. Cái vô địch này là loại vô địch muốn siêu việt đời cha hắn kia. Đối thủ chân chính trong lòng Diệp Quan hắn thật ra là các bậc cha chú của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Quan hắn không thể làm kháo sơn vương. Bởi vì làm kháo sơn vương, cho dù thành lập trật tự, đó cũng là ở phía dưới tứ kiếm, trật tự của hắn sẽ vĩnh viễn ở phía dưới tứ kiếm, nhưng nếu như hắn siêu việt tứ kiếm, vậy trật tự hắn thành lập chính là trật tự ở phía trên tứ kiếm. Dùng kiếm làm trật tự, phía dưới trật tự, chúng sinh bình đẳng. Cha ông nội cũng đều quỳ xuống cho ta. Đây mới là mục tiêu cuối cùng chân chính của hắn. Nghe được Tỉnh tông chủ, Diệp Quang đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nở nụ cười hắn không nghĩ tới. Hiểu hắn nhất, lại có thể là tỉnh tông chủ còn có chân tỷ. Ý nghĩ này của hắn, giấu giếm rất sâu rất sâu, cho dù là tháp gia mỗi ngày đi theo hắn cũng không biết. Siêu việt các bậc cha chú. Ý nghĩ này nói ra, khẳng định có người sẽ cười dịp quan hắn, cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười hắn ý nghĩ hảo huyền. Nhưng dịp quan hắn chính là như vậy, không làm liền không làm, đã làm khẳng định liền phải làm tốt nhất, cho dù việc này vô cùng khó khăn, Thế nhưng, hắn vẫn là muốn làm, cũng chỉ có Diệp Quang hắn mới có thể làm, bởi vì chỉ có Diệp Quang hắn làm, các bậc cha chú của hắn mới có thể nguyện ý cho hắn thời gian, đồng thời lựa chọn giúp hắn. Người ngoài làm. Người điên rồi sao? Chọc vào dương gia thử một chút, vài phút liền khiến người tan biến khỏi vũ trụ này. Ha ha! Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên cười phá lên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu sâu như thế, không thể không nói, ngươi thật sự là làm cho tháp gia lau mắt mà nhìn, tháp gia không có nhìn lầm ngươi, có chí khí, ha ha. Vào lúc nghe tỉnh tông chủ nói câu kia, nó tự nhiên cũng hiểu rõ ý đồ chân chính của Diệp Quang, dù sao, những năm gần đây không có ủng phí đọc sách, tháp nhỏ nó cũng là có tiến bộ. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua tỉnh Tông Chủ, sau đó nói Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, lựa chọn của ngươi là sai, bởi vì ta không tin Diệp Quang hắn cuối cùng sẽ không thay đổi thành ác long. Nói xong, ả đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này, một đạo huyết mang thẳng đến Diệp Quang. Ở giữa ả cùng với Diệp Quang, tự nhiên là tử địch. Sau khi đánh bại tổ đạo, ả hiện tại là trật tự cao nhất nơi đây, ả há lại sẽ để cho người khác lại sáng tạo một loại trật tự. Đây là đại đạo chi tranh. Đây là ngươi chết ta sống. Vào thời khắc phạm chiêu đế này vừa ra tay, một cổ ác niệm đáng sợ chính là trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người giữa sân, mà ở phía dưới cổ ác niệm này bao phủ, đám người quân đế đều có chút không chịu đựng nổi, cổ uy áp ác niệm mạnh mẽ kia trực tiếp ép đến bọn hắn. Căn bản hít thở không thông, không chỉ như thế, uy áp ác niệm kinh khủng liền như mấy trăm vạn tòa núi lớn gắt cao trấn áp bọn hắn, khiến bọn hắn không thể động đậy. Trực tiếp nghiền ép. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân, sau một khắc, một đạo kiếm quang màu máu đột nhiên phá không mà đi chém thẳng về hướng Phạm Chiêu Đế. Theo một mảnh kiếm quang màu máu bộc phát ra, mọi thứ giữa sân yên diệt trong nháy mắt, cổ uy áp ác niệm đáng sợ trên thân bọn người quân đế kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, rời xa phiến khu vực này. Chỉ có Lăng Tiêu cùng với Diệp Quang có thể miễn cưỡng ngăn cản lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Rất nhanh, Lăng Tiêu cùng với Diệp Quang đồng thời tan biến ở tại chỗ, một đao một kiếm hung hăng chém về phía Phạm Chiêu Đế, mà cách đó không xa, phạm chiêu đế lại là cười nhạo một tiếng sau khi thôn vệ hết thảy tu vi của tổ đạo đối với ả mà nói trong thiên địa này cũng chỉ có nữ tử váy trắng ả từng gặp kia có lẽ có thể đánh với ả một trận những người còn lại đều là sâu kiến phạm chiêu đế phất tay áo vung lên một cổ sóng máu trong nháy mắt dâng lên mấy vạn trượng che khuất bầu trời diệp quan cùng với lăng tiêu trực tiếp bị cổ sóng máu kinh khủng này bức đứng ở tại chỗ ánh đao cùng với kiếm quan của bọn họ vậy mà đều không thể chống lại Phạm chiêu đế hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này, cổ sóng máu vạn trượng kia đột nhiên hung hăng nghiền ép mà xuống từ trên đỉnh đầu diệp quan cùng với lăng tiêu, lực lượng cường đại trực tiếp cưỡng ép trấn vỡ kiếm ý cùng với đao ý của hai người. Phiến thời không khu vực chỗ bọn hắn kia càng là trực tiếp đổ sụp thành một mảnh tĩnh lặng. Diệp quan tay phải cầm thanh huyền kiếm, cắn thật chặt răng, vào giờ phút này ác niệm của phạm chiêu đế so sánh với lúc ở chân vũ trụ, mạnh hơn ít nhất mấy chục lần, cho dù là trật tự kiếm ý của hắn, cũng đều căn bản là không có cách chống lại ác niệm này. Phải biết, trật tự kiếm ý của hắn thế nhưng là có tỉnh tông chủ gia trì, nhưng mà, vẫn như cũ không thể chống lại. Hắn không nghĩ tới phạm chiêu đế vào sau khi thôn vệ lực lượng chúng sinh thập cực vũ trụ cùng với lực lượng tổ đạo, thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế. Đúng lúc này, lăng tiêu đột nhiên xông phá uy áp khí tức của ác niệm kia, trực tiếp bổ một đao về phía phạm chiêu đế, nhưng mà, còn chưa tới gần phạm chiêu đế chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đại ca Nhìn thấy lăng tiêu bị đánh bay ra ngoài, Diệp Quang không còn có bất kỳ lưỡng lự nào, hắn trực tiếp thiêu đốt nhục thân của mình, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía phạm chiêu đế, nhưng mà, vừa tới gần phạm chiêu đế, hắn chính là bị một cổ ý niệm đáng sợ cưỡng ép trấn áp ở tại chỗ. Trật tự kiếm ý quanh thân cũng trực tiếp bị trấn áp đánh tan tại thời khắc này. Diệp Quang cưỡng ép chống cự cổ ác niệm đáng sợ kia, khóe miệng của hắn, chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi, ngũ tạng đều nứt, phản phất như tùy thời muốn vỡ nát. Quy áp một cổ ý niệm, khủng bố như thế. Phạm Chiêu Đế thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quang đau khổ chống đỡ. Chưa gì đã thiêu đốt thân thể. Ta chỉ mới ra không đến hai thành lực lượng. Hai thành lực lượng. Diệp Quang hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm giác được, Phạm Chiêu Đế này cũng không nói láo ả sau khi đột phá không chỉ là ác đạo cực hạn còn nắm giữ lực lượng chúng sinh toàn bộ thập cực vũ trụ thực lực của ả ở trong thập cực vũ trụ này đó chính là ánh mắt bao quát non sông diệp Quang cúi đầu nhìn thanh huyền kiếm trong tay mình tiếng kiếm reo không ngừng lúc này trật tự kiếm ý của hắn sau khi lấy được sự thừa nhận của tỉnh tông chủ đã đi đến một cái đỉnh phong nhất cổ kiếm ý này khiến cho hắn đều cảm giác được có chút lạ lẫm tới quá đột ngột hắn còn chưa có chuẩn bị kỹ càng còn chưa thể chân chính hoàn toàn phát huy ra uy lực của trật tự kiếm ý này. Mà vào giờ khắc này, hắn căn bản không có thời gian để thích ứng cổ trật tự kiếm ý hoàn toàn mới này. Chiến Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế xa xa, tâm niệm vừa động, kiếm đã giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Ba loại lực lượng huyết mạch đồng thời bùng cháy. Kiếm quang như máu. Đến loại thời điểm này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có vận hết toàn lực chiến một trận. Quy lực một kiếm này, như là gió bão, trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới vũ trụ, hoành ép hết thảy. Nhưng mà, chỉ là vừa tới gần phạm chiêu đế, đạo kiếm quan này chính là trong nháy mắt tịch diệt, tiếp theo, diệp quan như là diều đứt dây trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, một bàn tay đỡ hắn, đồng thời giúp hắn chống cự vô số lực lượng ác đạo. Lăng tiêu Diệp quan sau khi dừng lại, máu tươi trên khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra, hắn nhìn về phía phạm chiêu đế xa xa, hai người huynh đệ đồng thời tan biến ở tại chỗ. Kiếm quan hiện Ánh đao ngưng Có thể nói, hai người hiện tại là kiếm tu cùng với đao tu cường đại nhất bên trong toàn bộ thập cực vũ trụ, hai người hợp lực một chỗ, quy lực bạo phát ra kia, cho dù là ý chí tổ đạo, cũng đều có thể tùy tiện đập tan ma diệt, nhưng mà, hai người vừa tới gần phạm chiêu đế, liền trực tiếp bị một cổ ác niệm vô hình trong nháy mắt trấn áp ở tại chỗ. Ngay sau đó, đao ý cùng với kiếm ý của hai người vậy mà như là giấy bùng cháy, tan biến từng chút một. Lực lượng song phương đã không phải là cùng cấp bậc. Phạm Chiêu Đế nhìn hai người huynh đệ bị ác niệm của ả trấn áp trước mắt, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Chỉ như vậy. Nói xong, ả chẳng qua là nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong chốc lát Hết thảy ánh đao cùng với kiếm quan giữa thiên địa đồng thời tịch diệt, không chỉ như thế, vùng vũ trụ này trực tiếp vỡ nát, biến thành một mảnh vực sâu vũ trụ vô biên. Một cước nhẹ nhàng, trong nháy mắt diệt hết thảy. Diệp quan cùng với lăng tiêu như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay ra ngoài. Phạm chiêu đế chậm rãi nhắm hai mắt lại, ả mở hai tay ra, thế giới vốn đã biến thành một màu đen kịp đột nhiên bắt đầu biến đỏ từng chút một, ác niệm kinh khủng bao phủ chư thiên vạn thế, trấn áp hết thảy cách đó không xa đám người quân đế nhìn một màn trước mắt này vẻ mặt vô cùng khó coi nữ nhân này so với tổ đạo thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn vô số lần người đầu tiên đi đến tế chúng sinh cảnh trong toàn bộ thập cực vũ trụ từ trước tới nay vào giờ khắc này đám người quân đế cũng đều có chút tuyệt vọng lực lượng cách xa quá lớn quá lớn diệp quang sau khi dừng lại hắn nhìn kiếm ý quanh thân mình vào giờ khắc này trật tự kiếm ý của hắn vậy mà đã bắt đầu tiêu tán hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Áp chế. Trật tự chi đạo của hắn, hiện tại rất mạnh, mạnh phi thường, có thể nói, tổ đạo vừa chết, trật tự của hắn hiện tại chính là mạnh nhất nơi đây. Thế nhưng, đại đạo của Phạm Chiêu Đế này càng mạnh hơn. Đạo của hắn vẫn như cũ bị đại đạo của đối phương áp chế. Loại áp chế này, thật sự chính là khiến cho ngươi tuyệt vọng, liền có chút cùng loại với quan lớn hơn một cấp. Ở bên cạnh Diệp Quang, Lăng tiêu nhìn chầm chầm phạm chiêu đế xa xa, không thể không nói, nữ nhân này mạnh mẽ, vô cùng nằm ngoài dự đoán của y. Nhưng y lại có vẻ hết sức hưng phấn. Lăng tiêu đột nhiên vỗ vỗ bả vai Diệp Quang, cười nói. Tiểu cửu, chớ có nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là nam nhi, làm hết sức mình là được, thắng, vậy dĩ nhiên tốt, vạn cổ tuế nguyệt mặt ta tiêu giao, thua, như vậy cũng chẳng sao cả, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi, chúng ta sống nhiều năm như vậy, cũng không lỗ. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu thoải mái Tiêu Sái. vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nở nụ cười. Diệp Quang hắn có nỗ lực không? tự nhiên là nỗ lực. nhưng mà Phạm Chiêu đế này dùng thực lực nói cho hắn biết, tại rất nhiều thời điểm, không phải nỗ lực liền có thể có ích. thế gian này có rất nhiều người, bọn hắn cũng hết sức nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước vận mệnh. không cam lòng, phẫn nộ những thứ này đều không có bất kỳ tác dụng gì sau nỗ lực nếu như còn không được vậy liền thản nhiên tiếp nhận người rất nhiều thời điểm cũng phải học được tiếp nhận sự thất bại của chính mình tận lực đời này không hối hận vậy liền đã đủ nghĩ tới đây tạp niệm trong lòng diệp quang lập tức tan biến vô tung vô ảnh trong lòng thản nhiên đánh chẳng qua chỉ là đánh không lại thản nhiên tiếp nhận sự thất bại của chính mình nhưng diệp quang đột nhiên nở nụ cười đại ca ta còn muốn thi triển một kiếm cuối cùng dứt lời thân thể cùng với linh hồn hắn đồng thời bốc cháy lên không chỉ như thế ba loại lực lượng huyết mạch của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực trật tự kiếm ý cũng triệt để bùng cháy tại thời khắc này diệp quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người lăng tiêu cùng với quân đế cùng với tam tỷ hắn đột nhiên cười phá lên đại ca nhị ca tam tỷ tứ ca ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca, nếu có kiếp sau, Diệp quan ta vẫn muốn kết bái với các ngươi. Dứt lời, hai mắt hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu, phong ma huyết mạch thao thiên bao phủ chư thiên vạn giới. Triệt để phong ma. Đây mới thật sự là tận lực. Sau khi hiểu được thiện ác cùng tồn tại, hắn không gạt bỏ ác của chính mình nữa, cũng chính vì vậy, vào giờ khắc này, lực lượng phong ma huyết mạch phát ra quanh người hắn, cường đại vượt xa quá khứ hắn không lại áp chế ác niệm của chính mình. Thế đạo này, không phải không phải đen tức trắng. Vào sau khi hiểu được thiện ác cùng tồn tại, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn kỳ thật có khả năng hoàn thiện đạo của chính mình tốt hơn, nhưng đáng tiếc là, bây giờ đối phương căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Sau khi triệt để phong ma, Diệp quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quan màu máu tan biến ngay tại chỗ. Thẳng đến Phạm Chiêu Đế. Sau một kiếm này, sinh tử không hối hận nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quang, trong mắt Lăng Tiêu lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Trật tự, thiện ác cùng tồn tại, đáng tiếc, tiểu cửu lĩnh ngộ quá trễ, nếu như có nhiều thêm một chút thời gian. Nói đến đây, y hiếp hai mắt lại. Tổ đạo thiếu hụt là cái gì? Kỳ thật giống như Phạm Chiêu Đế, chỉ có ác, cũng không có thiện, bởi vì trong xương cốt nó là nô dịch chúng sinh, nó sáng lập trật tự, là vì tư dục của chính mình. Về phần Phạm Chiêu Đế, là chí ác, thiếu thiện. Mặc kệ là phạm chiêu đế hay là tổ đạo, kỳ thật đều là đại đạo không viên mãn, bọn hắn theo đuổi là một loại con đường đại đạo cực đoan. Con đường đại đạo của Diệp Quang là một con đường đại đạo chân chính, nhưng đáng tiếc, hắn lĩnh ngộ quá trễ, hơn nữa, không có quá nhiều thời gian để hắn hoàn thiện trật tự đại đạo này. Ở nơi xa, vào lúc Phạm Chiêu Đế nhìn thấy mặt chí ác trên thân Diệp Quang kia, ả cũng hiếp hai mắt lại. Không thể không nói ả cũng không nghĩ tới diệp quang sẽ dùng loại phương thức thiện ác cùng tồn tại này để phá đại đạo phong ấn của ả phải nói không phải phá mà là trực tiếp dung hợp nghĩ đến chỗ này phạm chiêu đế nở nụ cười ả nhẹ nhàng điểm ra một chỉ một chỉ này bình bình đạm đạm nhưng lại ẩn chứa ý chí đại đạo chí cao vô thượng vũ trụ nơi đây một chỉ này vừa mới tiếp xúc với kiếm của diệp quang trong chốc lát vô số kiếm quang màu máu vỡ nát từng khúc nhưng lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ cũng đẩy lui phạm chiêu đế trọn vẹn gần vạn trượng. Diệp Quang sau khi dừng lại, hắn trực tiếp bị một cổ ý chí vô thượng kinh khủng cưỡng ép trấn áp, kiếm ý cùng với lực lượng phong ba huyết mạch quanh thân nát lại tụ, tụ lại vỡ, cuối cùng, vào lúc lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý vỡ một lần cuối cùng, lại cũng không thể ngưng tụ một lần nữa. Diệp Quang chậm rãi rơi xuống từ trên không, ý thức dần dần mơ hồ. Vào giờ khắc này, cả đời này như điện quan hỏa thạch lướt qua từ trong ốc hắn. Hắn không có trách người khác, cũng không có trách chính mình. Bởi vì lần này, hắn đã chân chính tận lực. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đỡ Diệp quan Chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Diệp quan trước mặt, y sau khi yên lặng một lát, nói. Tiểu cửu cần một chút thời gian. Cách đó không xa, quân đế nhìn Lăng Tiêu. Đại ca, ngươi cứ việc nói. Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế cách đó không xa, nói khẽ: "Nữ nhân này đã đạt đến cực hạn vũ trụ nơi đây, cho dù cho chúng ta trăm vạn năm thời gian, chúng ta cả đời này cũng đều khó có khả năng chiến thắng ả, thế nhưng, tiểu cửu lại có cơ hội." Nói xong, y nhìn về phía một đám huynh đệ của mình. Quân Đế trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Lăng Tiêu, y nở nụ cười. "Đại ca, huynh đệ đi trước một bước." Dứt lời, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra diệp quang đã bị trấn áp lâm vào hôn mê trực tiếp xuất hiện ở trước mặt y y cổng diệp quang quay người nhảy lên trong chớp mắt y đi thẳng tới mảnh khổ giới hải kia ở trong nháy mắt y vừa bước vào khổ giới hải thân thể y trực tiếp bắt đầu tan rã linh hồn bị ma diệt từng chút một toàn bộ nhân quả kiếp trước kiếp này tại thời khắc này cấp tốc yên diệt y tự nhiên hiểu ý tứ của lăng tiêu muốn cứu diệp quang chỉ có một con đường đó chính là để Diệp Quang đi đến đối diện bỉ ngạn. Nhưng mà khổ giới hải này khủng bố cỡ nào? Quân đế vừa cổng Diệp Quang bước vào trong đó, cả người y liền bắt đầu bị xóa đi từng chút một. Không chỉ như thế, một thân tu vi của y tại thời khắc này đều bị trấn áp, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể đi bộ cổng Diệp Quang tiến lên. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước. Đúng lúc này, thanh âm của lão bác đột nhiên vang lên từ giữa sân, sau một khắc, gã trực tiếp khôi phục bản thể biến thành một đầu cự viên che trời cao vạn trượng gã cất bước về phía trước sau đó rơi thẳng vào mảnh khổ giới hải kia nhưng mà thân thể gã cao lớn như vậy tiến vào bên trong khổ giới hải cũng không có nhấc lên nửa điểm bọt nước gã dùng thân thể làm cầu nối vượt ngang hai phía khổ giới hải nhị ca đi lên đây là một câu cuối cùng của lão bác tiếp theo một bàn tay khổng lồ kéo quân đế cùng với diệp quang lên trên lưng gã theo sát, bàn tay khổng lồ này trực tiếp tan rã. Quân đế hốc mắt ửng đỏ, y cổng diệt quan liều mạng chạy về bờ bên kia, nhưng không có chạy bao lâu, thân thể của y cũng bắt đầu tan biến từng chút một. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước. Thanh âm của thượng thương chủ đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa, sau một khắc, y trực tiếp triệu hoán ra đại đạo hư tượng của chính mình, sau đó tay phải cưỡng ép vương vào bên trong mảnh khổ giới hải kia, Tay phải y nâng lên quân đế cùng với Diệp Quang đi tới phía trước mấy trăm trượng. Nhưng mà không đến hai hơi thở thời gian, cả tòa hư tượng của y trực tiếp hóa thành tro tàn, bản thể cũng là triệt để tan biến theo gió. "Đại ca, huynh đệ đi trước một bước." Theo thanh âm này hạ xuống, một vệt ánh vàng đột nhiên hiển hiện từ giữa thiên địa, ngay sau đó, một đầu cự long hư ảo cưỡng ép xông vào bên trong mảnh khổ giới hải kia, che lại Diệp Quang cùng với quân đế, cùng lúc đó cổ lực lượng kia mạnh mẽ đẩy quân đế cổng diệp Quang về phía trước mấy trăm trượng. Nhưng qua trong giây lát, thiên chiêu đế đứng ở bên bờ giống như khói xanh triệt để tan biến. Triệt để xóa đi. a à. Trên lưng lão bác, quân đế đột nhiên gầm thét, hốc mắt đỏ bừng, y cổng diệp Quang giống như điên chạy về phía bờ đối diện, mà cho dù mạnh như y, vào giờ phút này cũng đã không ngăn cản nổi lực lượng thần bí bên trong khổ giới hải, thân thể của y đã có một bộ phận lớn hòa tan đại ca huynh đệ cũng đi trước một bước thanh âm của lão tứ nghịch đạo hình đồ vừa vang lên y liền tung người nhảy lên trực tiếp cưỡng ép xông vào bên trong mảnh khổ giới hải kia bởi vì y là mang theo lực lượng tiến vào bên trong bởi vậy vừa tiến vào bên trong liền bị trấn áp khủng bố thế nhưng y cũng mạnh mẽ lợi dụng một lần xuất thủ cuối cùng trong sinh mệnh của mình đưa quân đế cùng với diệp quan tới trước mấy trăm trượng khoảng cách chỉ thoáng qua y liền ở triệt để tan rã bên trên mảnh khổ giới hải này vĩnh viễn bị xóa đi kèm theo nhân quả kiếp trước kiếp này đều bị triệt triệt để để xóa đi không có kiếp sau đại ca lúc này lão lục nhìn về phía lăng tiêu đứng ở chân trời cười to nói huynh đệ đi trước dứt lời y trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh cũng không quay đầu lại xông vào bên trong mảnh cổ giới hải kia tốc độ của y là nhanh nhất y trực tiếp từ trong tay quân đế nhận lấy diệp quang lao về phía trước gần ngàn trượng nhưng rất nhanh y cùng với vô số tàn ảnh của y chính là triệt để tan biến. Ở đằng sau, quân đế mong muốn quay đầu nhìn phương hướng Lăng Tiêu một lần cuối cùng, nhưng trong nháy mắt y quay đầu, cả người y lại như là giấy bùng cháy trực tiếp hóa thành tro tàn. Thế gian lại không còn quân đế. Đại ca. Đúng lúc này, người cuối cùng là Tam tỷ, nàng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu đưa lưng về phía một đám huynh đệ nơi chân trời. Ta cũng đi đây. Nói xong, nàng một bước bước vào bên trong mảnh khổ giới hải kia. Hộ! Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Chính là tỉnh Tông Chủ. Tại một khắc ngôn xuất phát tùy của tỉnh Tông Chủ xuất hiện, toàn bộ khổ giới hải lập tức chuyển động. Hai loại đại đạo điên cuồng va chạm. Tam tỷ quay đầu nhìn thoáng qua tỉnh Tông Chủ, tỉnh Tông Chủ đứng ở bên bờ khổ giới hải kia, chắp hai tay sau lưng, nhưng thân thể đã kinh biến đến mức mờ đi. Tam tỷ lúc này thu hồi ánh mắt, dùng tốc độ cao chạy tới bên cạnh Diệp Quang, sau đó ông lấy hắn liền chạy về phía bờ đối diện. Ha ha! Nơi chân trời, Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả, y nhìn Phạm Chiêu Đế phía đối diện chậm rãi đi về phía mình, thân thể cùng với linh hồn y trực tiếp bốc cháy lên, trong chốc lát, một cổ đao thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa, cổ đao thế đáng sợ này vậy mà cưỡng ép chống lại ác niệm của Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế ngừng lại ả nhìn chầm chầm lăng tiêu, có chút ngoài ý muốn. Lăng tiêu cười to nói. Ta tự sáng chế một chiêu tên là là, đồ đạo thuật, vốn là chuẩn bị cho tổ đạo, nhưng không nghĩ tới nó thảm như vậy, thật sự là thế sự vô thường. Các huynh đệ, chờ đại ca một chút, đại ca sẽ lập tức tới ngay, ha ha. Dứt lời, y đột nhiên tung người nhảy lên một cái, hung hăng chém một đao về phía phạm chiêu đế. Đồ đạo thuật. Tế tự thân, giết sạch vạn đạo thiên hạ. Dùng tự thân đối kháng chúng sinh. Đây là một đao cuối cùng của y, bởi vì tiền đề thi triển một đao này, liền phải tế tự thân trước. Đối mặt với một đao kinh khủng này của Lăng Tiêu, Phạm Chiêu Đế hiếp hai mắt lại, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, ả điểm ra một chỉ, vô số ác đạo chi ý hiển hiện, trong chớp mắt, chỉ thấy một mảnh huyết quang vỡ nát, Phạm Chiêu Đế trực tiếp bị một đao này trảm lui trăm vạn trượng. Tại một khắc Phạm Chiêu Đế dừng lại, các đạo ý chí quanh thân ả vậy mà trực tiếp bị ma diệt không chỉ như thế thân thể ả cũng trở nên mờ đi theo đó phạm chiêu đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lăng tiêu cuối tầm mắt cùng cảnh không ai có thể địch ngươi trong nháy mắt thanh âm rơi xuống người ả đã xuất hiện sau lưng lăng tiêu suy giữa trán lăng tiêu một đạo huyết mang trong nháy mắt xuyên thủng trán y thân thể vỡ nát linh hồn ma diệt Phạm Chiêu đế không tiếp tục quay đầu, ả chậm rãi đi về phía khổ giới hải, nhưng sau một khắc, một cổ đao thế kinh khủng đã bao phủ lại ả. Phạm Chiêu đế cau mày, ả dừng bước lại, chậm rãi quay người, trước mặt không có một ai. Là ý chí. Là ý chí của Lăng Tiêu. Bỏ mình, hồn diệt, ý chưa tiêu. Vẫn như cũ có thể chiến. Chỉ thấy cổ ý chí kia đột nhiên hóa thành một đạo đao mang giết tới trước mặt Phạm Chiêu đế phạm chiêu đế toát ra một quyền lực lượng ác đạo mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ đen kịt nhưng sau một khắc một mảnh huyết mang vỡ nát cổ ác thể này của phạm chiêu đế vậy mà trực tiếp nứt ra trong mắt phạm chiêu đế lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn ả ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lệ khí hiển thị rõ ả đưa tay đột nhiên vỗ xuống một chưởng trong chớp mắt ý chí lăng tiêu hiển hiện ở giữa thiên địa nơi xa trực tiếp bị nghiền nát triệt để ma diệt thế gian lại không còn lăng tiêu Phạm Chiêu Đế mở lòng bàn tay ra, thu hồi một luồng khí thể thần bí, ả quay người nhìn về phía nơi xa, ở trong mảnh khổ giới hải kia, vào giờ phút này tam tỷ ôm dịp quan cách bờ bên kia chỉ có khoảng cách chừng 10 trượng. Nhưng cho dù có đại đạo của tỉnh Tông chủ bảo hộ, nàng vào giờ phút này cũng đã không chịu đựng nổi, hai chân nàng đột nhiên bị cổ lực lượng thần bí đáng sợ kia xóa đi, nàng bịt một tiếng trực tiếp quỳ xuống, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua dịp quan trong ngực, nói khẽ. Tiểu cửu, tam tỷ không nhìn thấy ngày ngươi thành lập trật tự đó. Nói xong, nàng tựa như khói xanh trực tiếp tan biến theo gió, triệt để bị xóa đi. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quang muốn rơi xuống đất, một cánh tay đột nhiên tiếp nhận Diệp Quang. Là thiên thần. Thiên thần cổng Diệp Quang lên liền chạy về phía bên bờ nơi xa, chạy một hồi, thân thể của y liền trở nên hư ảo, bấy trượng khoảng cách, phản phất như là cuộc đời của y. Cuối cùng, thiên thần cổng Diệp Quang đi tới bên bờ, vừa tới bên bờ, y liền quỳ gối thẳng tắp bên trong khổ giới hải, y dùng hết lực khí toàn thân đẩy Diệp Quang lên bờ, sau đó nói khẽ. Huynh đệ, kẻ địch của ngươi quá mạnh, ta đánh không lại. Ta, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Thanh âm rơi xuống, thân thể của y trong nháy mắt bị lực lượng khổ giới hải đập tan, linh hồn vừa mới xuất hiện liền bị ma diệt, triệt triệt để để bị xóa đi, thế gian lại không còn thiên thần. Và một khắc Diệp Quang được thiên thần đưa lên bờ, tỉnh tông chủ đứng ở bờ đối diện chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong chốc lát, một cổ lực lượng đại đạo thần bí phản công tới từ bên trong khổ giới hải, đối mặt với cổ lực lượng đại đạo thần bí phản công kinh khủng này, tỉnh tông chủ lại là không có chống cự, chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền trực tiếp bị trấn áp ở tại chỗ, biến thành một pho tượng đá. Lúc này, Phạm Chiêu Đế đi tới bên cạnh tỉnh tông chủ, ả nhìn thoáng qua tỉnh tông chủ đã biến thành pho tượng đá, sau khi yên lặng một chút, bình tĩnh nói, Hà tất phải như vậy. Nói xong, ả chậm rãi đi về phía khổ giới hải cách đó không xa. Ả lúc này, mạnh nhất thập cực vũ trụ. Ả tự nhiên là không sợ khổ giới hải này. Ở trong nháy mắt ả bước vào khổ giới hải, trong chốc lát, toàn bộ khổ giới hải trực tiếp sôi trào lên, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên nhấc lên từ chỗ sâu khổ giới hải, sau đó hung hăng nghiền ép về phía ả, phạm chiêu đế trực tiếp bị cổ lực lượng này bước lui một bước, trở lại trên bờ. Phạm Chiêu Đế lui trở về bên bờ cao mày, ả một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, một bước này của ả trong nháy mắt rơi vào khổ giới hải, biển máu vô biên lan tràn về phía khổ giới hải, nhưng mà biển máu này tiến vào khổ giới hải không bao lâu, lại là một cổ lực lượng thần bí nhất lên, cưỡng ép đẩy lui mảnh vô biên biển máu kia. Phạm Chiêu Đế lui về bên bờ một lần nữa. Phạm Chiêu Đế lần này hơi kinh ngạc, ả đánh giá mảnh vô biên biển máu kia, một lát sau, ả ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng duỗi ngón tay vào bên trong khổ giới hải, qua một chút, ả khẽ nở nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dứt lời, ả chậm rãi nắm chặt tay phải lại, một cổ ác niệm đáng sợ đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Quy áp ác niệm mạnh mẽ trực tiếp cưỡng ép trấn áp đại đạo thần bí bên trong khổ giới hải kia, nước khổ giới hải thao thiên bị trấn áp đến không ngừng quay cuồng. Mà đúng lúc này, ả không biết cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bờ đối diện, ở bờ đối diện kia, một người đột nhiên kéo lấy Diệp Quang liền chạy. Phạm Chiêu Đế cao mày, ả à sau khi suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi thu hồi tay phải, khổ giới hải vốn bị trấn áp đến quay cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ác niệm cùng với huyết mang tràn ngập trong biển cũng là đang dần dần lui tán, chỉ chốc lát, toàn bộ khổ giới hải chính là khôi phục như thường, nhưng ở chỗ sâu khổ giới hải. Vẫn như cũ có khí tức mạnh mẽ đang sao động, dường như kiên kỵ Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua đối diện khổ giới hải, ả không có lựa chọn lại cưỡng ép độ khổ giới hải, mà là quay người rời đi, bởi vì ả còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Chẳng qua là xoay người một cái, ả liền đi tới hệ ngân hà. Tại Phạm Tịnh Sơn Chủ nhân đại đạo bút ngồi ở trước thềm đá, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Tổ đạo tế chúng sinh, toàn bộ thập cực vũ trụ trừ quan huyền vũ trụ, chân vũ trụ cùng với thiên mộ vương triều diệp quan thu lại, tất cả văn minh đều đã bị hủy thế nhưng hệ ngân hà cũng không có nơi này vẫn là một chốn cực lạc như trước đột nhiên phạm chiêu đế xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua nữ tử áo bào máu bên cạnh cười nói tế chúng sinh cảnh chúc mừng phạm chiêu đế thần sắc bình tĩnh nói hỏi ngươi chút chuyện chủ nhân đại đạo bút cười nói khổ giới hải Phạm Chiêu Đế gật đầu. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười cười, cũng không nói lời nào. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía chủ nhân Đại Đạo Bút, ả à không nói gì, quay người rời đi. Chủ nhân Đại Đạo Bút đột nhiên nói: "Chờ một chút." Phạm Chiêu Đế dừng bước lại. Chủ nhân Đại Đạo Bút suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu như ta nói bên này là một cái lồng giam, ngươi tin không?" Phạm Chiêu Đế liếc mắt nhìn y. Nếu đó là sự thật, như vậy hẳn là ngươi đã làm chuyện gì thất đức chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng phạm chiêu đế nói ngươi biết ta tới tìm ngươi làm gì không chủ nhân đại đạo dần dần thu lại bút nụ cười y nhìn về phía chỗ sâu nhất tinh không kia một lát sau y nói khẽ bàn cờ này cũng là thời điểm nên thu lưới một lát sau phạm chiêu đế trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà mênh mông không có ai biết hai người mưu tính cái gì phạm chiêu đế đi vào trong một mảnh tinh không mịt mờ ở đối diện ả là viên tinh cầu màu cam kia phạm chiêu đế bình tĩnh nói ta tới thực hiện lời hứa của mình thanh âm thần bí kia đáp lại không vội phạm chiêu đế nhíu mày nhưng ả cũng không nói thêm cái gì quay người biến mất không thấy gì nữa chỉ chốc lát ả đi đến trước một tòa đại điện cổ xưa ác đạo điện phạm chiêu đế chậm rãi nhắm hai mắt lại lòng bàn tay phải mở ra trong chốc lát vô số lực lượng thần bí giữa thiên địa tụ đến rất nhanh trước mặt ả đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy luân hồi đạo dần dần ở bên trong vòng xoáy kia vô số mảnh vụn linh hồn hội tụ chỉ chốc lát một đạo hư hồn ngưng tụ từ trong đó nhị điện chủ ác đạo minh khâu bạch y ngoại trừ nhị điện chủ khâu bạch y bên trong vòng xoáy còn dần dần xuất hiện vô số hư hồn đều là cường giả ác đạo minh đã từng ngã xuống cưỡng ép phục sinh Ả à, tại thời khắc này là người mạnh nhất toàn bộ thập cực vũ trụ, có thể trưởng sinh tử, nghịch luân hồi. Rất nhanh, hồn phách khâu bạch y triệt để ngưng tụ, ánh mắt của khâu bạch y có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, y nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, mừng như điên nói. Lão đại! Nói xong, y đi ra từ bên trong vòng xoáy luân hồi này. Nhưng mà y vừa bước ra, giữa trán y đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quan quỷ dị. Quanh! Trong chớp mắt, khâu bạch y bị xóa đi một lần nữa ở tại chỗ thần sắc của phạm chiêu đế bình tĩnh như nước trong mắt không có nửa điểm gợn sóng đạo kiếm quan kia là của nữ tử váy trắng kia thế nhưng lần này nữ nhân kia cũng không có ra tay đạo kiếm quan kia vẫn là đạo kiếm quan giết khâu bạch y lúc trước kia người bị nữ tử váy trắng giết nhân quả này khó giải cho dù trải qua hàng tỷ năm tùy thời sống tùy thời chết giữa sân phạm chiêu đế sau khi yên lặng một lát ả mở lòng bàn tay ra nhẹ nhàng quét qua rất nhanh giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số mảnh vụn linh hồn những mảnh vỡ linh hồn này nương theo nhân quả luân hồi không xác định phi thường mạnh mẽ ả mong muốn cưỡng ép ngưng tụ những mảnh vỡ linh hồn này nhưng lại vô cùng vô cùng tốn sức không chỉ như thế những mảnh vỡ linh hồn này nương theo nhân quả luân hồi này bắt đầu run rẩy kịch liệt liền muốn nổ tung nhìn thấy một màn này vẻ mặt của phạm chiêu đế lập tức biến đổi mà đúng lúc này một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa chỉ là trong nháy mắt hết thảy mảnh vụn linh hồn cấp tốc ngưng tụ thành một đạo hư hồn hư hồn vừa mới xuất hiện liền ngưng tụ trong nháy mắt chính là linh hồn của chủ trì đại thiện tự kia phạm chiêu đế nhìn thoáng qua sâu trong tinh không kia đa tạ không có bất kỳ đáp lại gì chủ trì đại thiện tự sau khi xuất hiện lão mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía cuối cùng, lão nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, vào lúc nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, lão hơi ngẩn ra, lập tức chắp tay trước ngực. Chúc mừng Phạm Điện Chủ. Vụ giao dịch thứ hai cửu châu chủ và lão làm lúc trước chính là trợ giúp Phạm Chiêu Đế diệt tổ đạo. Đây cũng là nguyên nhân lão vì sao nguyện ý ra tay tương trợ, bởi vì tổ đạo xác thực quá tà ác, đã sớm nên diệt trừ. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua chủ trì đại thiện tự. Kể từ giờ phút này, đại sư có thể mở tự thu đồ đệ tại bất luận vũ trụ thế giới gì vị đệ tử ngộ đạo của đại sư kia sau khi rời đi hệ ngân hà cũng không dính bất luận nhân quả gì tại vũ trụ nơi đây chủ trì đại thiện tự lộ thần sắc động dung hơi hơi thi lễ một lần nữa đa tạ phạm điện chủ đúng lúc này cửu châu chủ đột nhiên xuất hiện sau lưng phạm chiêu đế gã hơi hơi thi lễ phạm điện chủ cửu châu chủ gã chân chính hiệu trung cũng không phải là tổ đạo mà là phạm chiêu đế. Vì sao không hiệu trung tổ đạo? Rất đơn giản, hiệu trung tổ đạo, vĩnh viễn cũng không thể đột phá cực hạn tự thân, đi đến một độ cao hoàn toàn mới, bởi vậy, gã chân chính hiệu trung chính là phạm chiêu đế. Bây giờ tổ đạo đã chết. Đương nhiên, cửu châu chủ gã có thể tiến thêm một bước hay không, hoàn toàn nằm trong một ý niệm của nữ nhân trước mắt này. Phạm chiêu đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta không bố trí hạn chế nữa, Kể từ giờ phút này, bất luận sinh linh nào còn sống ở vũ trụ nơi đây, người người đều có thể thành đạo, lập đạo, tế chúng sinh. Cửu Châu chủ cùng với đại thiện tự đều là thở dài một hơi trong lòng, hai người làm một lễ thật sâu đối với Phạm Chiêu đế. Đa Tạ Phạm Điện chủ. Kể từ giờ phút này, toàn bộ vũ trụ liền không còn trật tự. Phạm Chiêu đế đột nhiên nói: "Kể từ giờ, ngươi liền quản lý vùng vũ trụ này." Cửu Châu chủ ngạc nhiên phạm chiêu đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ ánh mắt ả đi thẳng tới khổ giới hải ánh mắt lấp lánh đại đạo chi tranh còn chưa kết thúc nói xong người ả đã biến mất không thấy gì nữa bên trong tháp nhỏ thiên hình ngồi trên thềm đá trong tay y là một phong thư thiên thần viết cho y đại ca vào lúc ngươi thấy phong thư này liền đại biểu ta đi sống ta suy nghĩ cực kỳ lâu ta phát hiện ra ta kỳ thật cũng không thích hợp làm hoàng đế, vì sao? Bởi vì ta phát hiện ra, sau khi làm hoàng đế, ta rất chán ghét bị ước thúc, cũng rất chán ghét đi xử lý những sự tình ngổn ngang bên trong đế quốc kia, thật sự vô cùng phiền. Cho nên, ta suy nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi làm tương đối tốt hơn, ta tin tưởng, ngươi so với ta càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Còn ta, vốn dĩ muốn đi vào trong vũ trụ lịch luyện một thoáng, nhưng ngươi biết đó, Diệp Huynh đang đánh nhau, cho nên ta quyết định đi ra xem một chút xem thử có thể giúp được cái gì hay không nếu như đối thủ của hắn quá mạnh ta liền chạy ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa sau một hồi thiên hình thu hồi phong thư kèm với phong thư còn có một khối ngọc tỷ thiên hình ngồi ở trước thềm đá im lặng thật lâu bởi vì ngay mới trước đây không lâu hồn bài của thiên thần vỡ nát sau khi trở thành hoàng đế đều sẽ được lập một khối hồn bài đặt ở bên trong tổ từ vương triều để tránh hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà người vương triều không biết. Mà hồn bài vỡ nát, cũng mang ý nghĩa. Thiên hình hít một hơi thật sâu, y chậm rãi đứng dậy, lập tức xoay người đi đến trước một ngôi đại điện, ở trong đại điện, tần nương nương ngồi trên ghế, nàng hôm nay không có mặt cung trang, chỉ là áo bào đơn giản, hai tay nàng cầm hồn bài vỡ của thiên thần, yên lặng không nói. Thiên hình nói khẽ. Di nương. Tần nương nương nói khẽ. Ta không sao, chỉ muốn yên tĩnh, ngươi đi đi. Thiên hình do dự một chút, sau đó gật đầu, quay người rời đi. Thiên hình vừa đi, tần nương nương khẽ vuốt vuốt hồn bài vỡ của thiên thần, nước mắt im ắng lăn xuống, nói khẽ. Ngươi nha, từ nhỏ đã không nghe lời, ngươi chỉ biết là có huynh đệ, ngươi liền không nghĩ tới mình còn có mẹ sao. Thiên hình đi ra đại điện dường như ý thức được cái gì, y mãnh liệt xoay người quay trở lại trong điện, mà khi nhìn thấy tần nương nương, y sững sờ ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, tần nương nương hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trước ngực, đã không có bất luận khí tức gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Quang chậm rãi mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy. Chính mình không chết. Diệp Quang quét nhìn bốn phía, vào giờ phút này, hắn đang ở trong một hang động, cách đó không xa có một đống lửa đang cháy. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Rồi. đúng lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến từ cửa hang động diệp quang quay đầu nhìn lại thấy một thiếu niên ở cửa hang thiếu niên ngồi xổm ở cửa hang toàn thân rách rưới đặc biệt là quần mấy lỗ hổng lớn hoặc nhìn như không có mặt quần vậy diệp quang đang nghe chuyện trên tv audio cv cảnh giác trong lòng ngươi là ai thiếu niên nhìn chằm chằm hắn cười hắc hắc ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra à Diệp Quang nhíu mày, nói trong lòng. Tháp gia. Một lát sau, thanh âm của tháp nhỏ vang lên. Từng. Thiếu niên nhìn thoáng qua phần bụng của Diệp Quang. "Tháp của ngươi không tệ, để nó nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trước đi." Nói xong, thiếu niên đứng dậy dựa vào tường, trong miệng không ngừng chửi rủa gì đó, dường như vẫn chưa cảm thấy hả giận, thỉnh thoảng còn đá vào tường mấy cước. Trong hang động. Sau khi nghe tháp nhỏ kể, cả người diệp quang như bị sét đánh đầu óc trống rỗng sau một khắc hắn chạy ra ngoài giống như điên bên ngoài chính là mảnh khổ giới hải kia hắn thoáng cá chạy đến bên bờ khổ giới hải nhìn khổ giới hải như vũng nước động trước mắt hắn hai chân khẽ tông trực tiếp quỳ xuống chết toàn bộ đều đã chết diệp quang như mất hồn nhìn mảnh khổ giới hải kia trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của đám người lăng tiêu quân đế tam tỷ nước mắt trong mắt đột nhiên liền chảy xuống đau lòng cũng không có tác dụng đúng lúc này thiếu niên lúc trước kia đi tới y nhìn mảnh khổ giới hải cách đó không xa kia ngươi coi như đau lòng chết bọn họ cũng sẽ không sống lại diệp quang đột nhiên nói ngươi chính là tổ đạo sao thiếu niên nhìn thoáng qua diệp quang cười nói tiểu tử ngươi không ngốc ta chính là thiếu niên còn chưa dứt lời diệp quang đột nhiên lao về phía thiếu niên mẹ nó Vẻ mặt của thiếu niên kịch biến trong nháy mắt. Ngươi muốn làm gì? Rất nhanh, Diệp Quang bắt lấy Tổ Đạo chính là đánh một chầu tơi bời, tu vi của bọn hắn đều còn, thế nhưng tu vi của Tổ Đạo so với trước yếu hơn rất rất nhiều, bởi vậy, đối mặt với Diệp Quang bình thường, Tổ Đạo bây giờ căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự nào. Cứ như vậy, bên bờ không ngừng vang lên tiếng kêu rên của Tổ Đạo. Không biết qua bao lâu, Diệp Quang ngừng lại, Tổ đạo vào giờ phút này đã là mặt mũi bầm dập. Diệp Quang ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Tổ đạo nhìn chằm chằm Diệp Quang, lạnh lùng nói: "Ngươi đánh ta thì có làm được cái gì? Có bản lĩnh thì đi đánh Phạm Chiêu Đế ấy." Diệp Quang nhìn về phía Tổ đạo, gằn giọng nói: "Nếu như không phải ngươi, nữ nhân kia có thể trở nên mạnh như vậy." Nghe vậy, trong lòng Tổ đạo lập tức bừng bừng bay lên một cơn tức giận, cả giận nói: nếu như không phải là các ngươi ngăn cản ta, nữ nhân kia làm sao có thể có cơ hội thôn vệ tu vi của ta? Diệp Quang nhìn chầm chầm tổ đạo. À không phải thuộc hạ của ngươi sao? Tổ đạo cả giận nói. À trước kia không phải là cùng một bọn với các ngươi sao? Hai người đều trầm mặt. Một lát sau, Diệp Quang chậm rãi quay đầu nhìn về phía mảnh khổ giới hải kia, ánh mắt hắn thoáng cái liền mơ hồ. Tổ đạo quay đầu nhìn về phía mảnh khổ giới hải kia ánh mắt của nó phức tạp, đã từng, hết thảy thế giới bên kia khổ giới hải đều là của nó, thế nhưng hiện tại, toàn bộ là của người khác. Nó như chó nhà có tan bị đuổi đi. Mẹ nhà nó. Quá kinh người. Diệp Quang đột nhiên nói. Vì sao lại cứu ta? Tổ đạo thu hồi tầm mắt, sau đó nói. Muốn nghe nói thật hay là nói dối? Diệp Quang nhìn về phía tổ đạo, ánh mắt bất thiện. Trong lòng tổ đạo nhảy một cái, vội nói. Người trẻ tuổi, ngươi đừng xúc động, hai chúng ta hiện tại đều là người lưu lạc, hẳn là nên cùng nhau liên thủ đối phó Phạm Chiêu đế, mà không phải tự giết lẫn nhau." Diệp Quang yên lặng. Tổ đạo lại nói, "Ngươi suy nghĩ một chút đi, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì, giữa chúng ta chỉ là đại đạo chi tranh mà thôi, chúng ta bây giờ liên thủ, còn có cơ hội đấu một trận với Phạm Chiêu đế." Nói xong, nó liếc một cái Diệp Quang, không thể không nói nó hiện tại vẫn còn có chút lo lắng tiểu tử này đột nhiên nổi điên ra tay với nó nó hiện tại thật sự quá yếu nghĩ đến đây nó liền đến tức mẹ nó nó chưa từng ăn thua thiệt lớn như vậy nhìn thấy diệp quang không nói lời nào tổ đạo tiếp tục nói khổ giới hải này là không ngăn được nữ nhân kia ngày đó ta nhìn thấy nữ nhân này so đấu với khổ giới hải này một lần thực lực của ả bây giờ đã là mạnh nhất thập cực vũ trụ hơn nữa ả vẫn chưa hoàn toàn toàn hấp thu hết thảy lực lượng chúng sinh một khi ả chân chính tiêu hóa hết những lực lượng chúng sinh kia khi đó khổ giới hải này là không ngăn được ả nhìn thấy diệp quang vẫn là không nói lời nào tổ đạo đột nhiên ném ra một quả bom bọn người quân đế không phải là không còn hy vọng sống lại diệp quang đột nhiên ngồi dậy ánh mắt vốn ảm đạm tĩnh lặng lập tức trở nên sáng ngời có thần ngươi nói cái gì tổ đạo trầm giọng nói bọn hắn còn có sinh cơ diệp quang gắt gao nhìn chầm chầm tổ đạo nói tiếp đi tổ đạo quay đầu nhìn thoáng qua mảnh khổ giới hải kia nói khẽ khổ giới hải này tiến vào bên trong bỏ mình hồn diệt nhân quả kiếp trước kiếp này tiêu hết kỳ thật người ngoài không biết là đây là một kiện thần khí luân hồi siêu cấp người chết ở trong đó sẽ luân hồi chuyển thế thế nhưng thế gian bọn hắn chuyển kiếp lại đã không phải là thập cực vũ trụ hơn nữa Nhân quả kiếp trước kiếp này tiêu hết, đây bằng với bọn hắn đã hoàn toàn là một người hoàn toàn mới. Diệp Quang sửng sốt. Thế nhưng, Tổ đạo lại nói: "Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, là có thể khiến bọn hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng điều kiện tiên quyết của việc này là ngươi có thể nghịch chuyển luân hồi, đồng thời trưởng khống toàn bộ khổ giới hải, dĩ nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, chớ nói ngươi, coi như là ta thời kỳ đỉnh phong cũng đều không làm được." Diệp Quang đột nhiên nói. Nữ nhân kia có thể làm được không? Tổ đạo lắc đầu. Ta không biết, bởi vì ta cũng không biết nữ nhân kia hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ nào. Diệp Quang im lặng không nói. Tổ đạo tiếp tục nói. Muốn trưởng khống khổ giới hải này, biến nó thành của mình, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, dùng vũ lực cưỡng ép thu phục nó, nhưng điều này căn bản không có khả năng, chớ nói ngươi, coi như là nữ nhân kia, ả à hiện tại cũng đều khó có khả năng cưỡng ép thu phục khổ giới hải này. Con đường thứ hai chính là trở thành chủ nhân bỉ ngạn chu. Diệp quan nhíu mày, bỉ ngạn chu. Tổ đạo khẽ gật đầu, trong mắt nó lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Chí bảo đệ nhất bỉ ngạn thế giới, sinh ra tại thời kỳ văn minh tiền sử, chỉ cần ngươi có thể trở thành chủ nhân bỉ ngạn chu, vậy khổ giới hải này nhất định sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, mà ngươi cũng nhất định có thể đánh bại nữ nhân kia bởi vì bên trong biển ngạn chu có chín loại đại thần thông tiền sử một trong số đó chính là kiến đạo cao nhất cấp ngươi mong muốn đánh bại nữ nhân kia hoặc là ngươi cũng tế chúng sinh hoặc là đại đạo của ngươi liền cao hơn ả một cảnh diệp Quang nhìn chằm chằm tổ đạo vì sao lại nói cho ta biết những thứ này đôi mắt tổ đạo lóe lên một cái cười hắc hắc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chúng ta bây giờ là cùng một bọn Diệp Quang nhìn chầm chầm tổ đạo, không nói lời nào. Tổ đạo biết thiếu niên trước mắt này không có dễ lừa dối như vậy, liền cười nói. Ta đương nhiên cũng có tư tâm, nhưng ta có thể thề với trời, những gì ta nói vừa rồi không có một câu nào gạt ngươi, nếu như có một câu nói láo, liền để ta chết không có chỗ chôn. Diệp Quang sau khi yên lặng một hồi, nói. Phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được bỉ ngạn chu? Tổ đạo lập tức hứng thú, nó bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Quang ngồi xuống. Chúng ta trước tiên cần phải đi tới bỉ ngạn thế giới, sau khi đến bên kia, trước tiên an ổn một chút, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Diệp Quang nhìn thoáng qua tổ đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía mảnh khổ giới hải tĩnh lặng nơi xa kia, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Tổ đạo trầm giọng nói. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi, bởi vì nữ nhân kia ở bên kia đã vô địch, đã khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi qua bên này diệp quang nói khẽ các huynh đệ chờ ta nói xong hắn nhìn về phía tổ đạo tổ đạo liền nói ngay đi nói xong nó mang theo diệp quang đi về phía nơi xa trên đường đi diệp quang nói có thể bay tổ đạo lắc đầu không được nơi này vẫn còn thuộc về phạm vi khổ giới hải có chút đặc thù người nếu như ngự kiếm phi hành ắt gặp khổ giới hải trấn áp bởi vậy Chúng ta chỉ có thể đi bộ rời khỏi phiến khu vực này." Diệp Quang khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi đi một hồi, Diệp Quang đột nhiên hỏi, "Khổ giới Hải tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Tổ đạo lãnh đạm nói, "Bởi vì đồ đần chủ nhân đại đạo bút kia." Diệp Quang nhíu mày. Tổ đạo tiếp tục nói, "Mảnh thập cực vũ trụ này liền tương đương với một cái ngục giam to lớn, Khổ giới Hải chính là lồng giam của ngục giam này." mà chủ nhân đại đạo bút chính là bị trục xuất tới cái vũ trụ này. diệp quang có chút không hiểu. bị trục xuất. tổ đạo gật đầu. ừm. diệp quang nói. vì sao? tổ đạo nói. tên gia hỏa này muốn thành lập một cái trật tự. lúc trước bỉ ngạn thế giới là thế giới của chân thánh. chân thánh là trí cao vô thượng thống trị bỉ ngạn thế giới. mà cái tên kia sau khi đến bên kia tuyên dương cái gì chúng sinh bình đẳng, muốn cách mạng hóa mang theo mọi người cùng nhau phản kháng những chân thánh đó. Sau đó y liền xong con bê. Trong mắt Diệp quan tràn đầy nghi hoặc. Tổ đạo tiếp tục nói. Ta cũng là sau này nghe nói, nghe nói tên kia lúc trước suýt nữa giết tuyệt chân thánh bên đó, sau này là bị ngạn chu trong truyền thuyết xuất hiện, cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại chủ nhân đại đạo bút liền bị trục xuất tới bên này. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói. Theo đạo lý mà nói, Y hẳn là giúp ngươi mới đúng, bởi vì trật tự của ngươi và trật tự lúc trước y muốn thành lập rất tương tự, nhưng cái tên này lại giúp nữ nhân kia, ta cảm thấy vấn đề này có điểm gì là lạ, ta luôn cảm thấy tên gia hỏa này còn có tính toán cấp độ càng sâu hơn. Diệp Quang nói, ngươi là đến từ bỉ ngạn thế giới bên kia sao? Tổ đạo khẽ gật đầu, ta cũng là bị trục xuất. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía tổ đạo, tổ đạo cười hắc hắc ta và chủ nhân đại đạo bút không giống nhau ta thế nhưng là đánh không lại những chân thánh đó ta là phạm tội ở trong tộc ta sau đó liền mang theo tổ đạo ấn chạy trốn tới đối diện vốn định kiếm tổ thiên phong ở bên kia đi đến tế chúng sinh cảnh sau đó trở về như vương giả không nghĩ tới lại bị nữ nhân kia đoạt đạo mẹ nó nữ nhân đáng chết kia diệp quang đột nhiên hỏi ngươi phạm vào chuyện gì tổ đạo lãnh đạm nói việc nhỏ việc nhỏ diệp quang nhìn nó một cái đang muốn nói chuyện đúng lúc này một người một đạo đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải tổ đạo không biết nhìn thấy cái gì vẻ mặt lập tức liền trầm xuống ở bên phải diệp quang cùng với tổ đạo khoảng chừng trăm trượng nơi đó có một con đường mòn ở trên đường mòn có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy đi không đúng nói chính xác là xe người bởi vì kéo xe cũng không phải là ngựa mà là hai người hai người kia ở trần Vô cùng cường tráng, bắp thịt toàn thân rắn chắc tựa như cốt thép, phần thân dưới chỉ có một mảnh vải đơn giản che đi bộ phận quan trọng, cổ cuốn một sợi xích sắt dày bằng cánh tay, đầu kia của xích sắt thì buộc ở trên xe ngựa. Cả hai đều không phải là người bình thường, thể phách tu vi đều rất mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quang lập tức hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía tổ đạo, vẻ mặt của tổ đạo vô cùng âm trầm. Hoang Nô Diệp Quang tò mò hỏi Cái gì là Hoang Nô? Cổ đạo nhìn chầm chầm nơi xa, ánh mắt có chút âm u. Cái gọi là hoang nô, chính là nô lệ, ở bỉ ngạn thế giới trước kia, có hai cái thế lực siêu cấp, một cái là bỉ ngạn thánh đường phía nam, còn có một cái là mang hoang tổ điện phía bắc, bỉ ngạn thánh đường phía nam là do mấy vị chân thánh thống trị, tín ngưỡng bỉ ngạn, mà mang hoang tổ điện phía bắc thì là do hoang tổ thống trị. Bọn hắn tín ngưỡng chính là mình, tu chính là đạo bản thân, hai bên bởi vì vấn đề tín ngưỡng này, đại chiến mấy ngàn năm. Diệp Quang nhìn thoáng qua hai hoang nô kéo xe ngựa trước mặt, nói. Rõ ràng, Phương bắt bại. Cổ đạo khẽ gật đầu. Kỳ thật, ngay từ đầu không có bại, phía bắc một mực ở vào thượng phong, bởi vì dân phong phía bắc dũng mãnh, thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng sau này, bỉ ngạn chu chưa từng xuất hiện qua đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đã thương nặng hoang tổ, thế là mang hoang tan tác. Nhưng kỳ thật cũng còn tốt, bọn hắn chẳng qua là lui về mang hoang chi địa, cuộc sống cũng không có trở ngại, thẳng đến về sau có người xuất hiện, ngày ngày tuyên dương người người bình đẳng, muốn lập tâm cho vũ trụ, muốn mở thái bình cho thiên hạ, cũng không biết y lừa dối thế nào, mang Hoang Tổ Điện cư nhiên đi theo y. Diệp Quang hứng thú hỏi: "Sau đó thì sao?" Tổ đạo lãnh đạm nói: "Ở dưới sự lãnh đạo của y, Mang Hoang bên kia trực tiếp giết tới đỉ ngạn thánh đường, đồng thời trực tiếp chém giết ba vị chân thánh." Mà vào thời điểm bọn hắn sắp thắng, bỉ ngạn chu xuất hiện một lần nữa, sau đó kết quả chính là, kẻ dị đoan chủ nhân đại đạo bút này bị cầm tù tại thập cực vũ trụ, hơn nữa là do khổ giới hải bỉ ngạn chu phái ra tự mình trấn áp. Mà vô số người mang hoang chi địa bị phía nam nô dịch thành hoang nô. Diệp quan yên lặng, hắn không nghĩ tới tên điêu mau chủ nhân đại đạo bút kia vậy mà phổ biến chúng sinh bình đẳng tại toàn vũ trụ. Đương nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ là, chủ nhân đại đạo bút thế mà không có đánh lại bỉ ngạn chu kia, việc này khiến cho hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Mặc dù hắn cũng cảm thấy tên điêu mau kia không phải người, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, đối với thực lực của chủ nhân đại đạo bút vẫn là vô cùng công nhận, có khả năng còn ở phía trên phạm chiêu đế. Tổ đạo tiếp tục nói, chủ nhân đại đạo bút hại đám người mang hoang tổ điện thật là thảm. Diệp quan không tiếp tục hỏi, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp gia, ngươi nói xem ta đi tới bên này có khả năng hay không là cục diện do chủ nhân đại đạo bút bố trí tháp nhỏ có chút chấn kinh ngươi làm sao lại nghĩ như vậy diệp quang nói khẽ trực giác nói cho ta biết có chút không đúng bởi vì chủ nhân đại đạo bút cùng với phạm chiêu đế căn bản cũng không cùng đạo phạm chiêu đế theo đuổi là không trật tự mà chủ nhân đại đạo bút theo đuổi lại là muốn thành lập một cái trật tự bởi vậy y không có lý do gì tương trợ phạm chiêu đế mới đúng Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ngươi nói như vậy, giống như có chút đạo lý. Diệp quan hiếp hai mắt lại. Nếu như đây quả thật là cục diện y bố trí, vậy mục đích y bố cục chỉ có một cái, đó chính là để cho ta sau khi tới đây phát sinh xung đột với bỉ ngạn thánh đường, sau đó ta đánh không lại bỉ ngạn thánh đường này, bị bạo ngược. Cuối cùng, cha ta hoặc là cô cô ra mặt, những chân thánh đó khẳng định đánh không lại cô cô ta và cha già, bỉ ngạn chu bên trong truyền thuyết kia khẳng định sẽ xuất hiện, chủ nhân đại đạo bút là muốn lợi dụng ta, mượn tay cô cô ta diệt trừ bỉ ngạn thánh đường này còn có bỉ ngạn chu cầm tù y kia. Nói đến chỗ này, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. Địch nhân của ta vì sao vĩnh viễn mạnh mẽ như thế? Mạnh mẽ không bình thường như thế. Nhất định là do chủ nhân đại đạo bút dở trò quỷ trong bóng tối. Vào giờ khắc này, mạch suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng kẻ địch vĩnh viễn mạnh mẽ không bình thường. Không hề nghi ngờ, Diệp Quang hắn bị nhầm vào, bị an bài. Tháp nhỏ nói, ta cảm thấy ngươi phân tích có đạo lý, việc này xác thực không thích hợp, chủ nhân đại đạo bút kia nhất định là muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì đó. Phải nói, là muốn lợi dụng cô cô ngươi làm chuyện gì đó, thế nhưng, y lại không dám quan minh chính đại tính toán cô cô ngươi, bởi vậy, y chỉ có thể tính toán ngươi, chờ ngươi bị đánh sống không bằng chết, cô cô ngươi và cha ngươi lại không thể thật sự mặc kệ, cha ngươi và cô cô ngươi đi ra, khẳng định là đồ sát. Ví dụ như, bỉ ngạn chu nếu đi ra nhằm vào ngươi, loại tồn tại cấp bậc này, khẳng định không phải ngươi có thể đối phó, đến lúc đó, người trong nhà ngươi lại không thể không ra mặt. Diệp quan lộ ánh mắt âm trầm. Đồ chó hoang này. Hết sức rõ ràng, chủ nhân đại đạo bút đang bố cục, mà hắn bị coi là một quân cơ, cũng không biết người chấp cờ ngoại trừ chủ nhân đại đạo bút, còn có người khác hay không?" Tháp nhỏ đột nhiên nói. "Ngươi có tính toán gì không?" Diệp Quang sau khi lặng yên chỉ chốc lát, nói: "Ta nhất định phải đạt được bỉ ngạn chu, đối với ta mà nói, nước cờ này khó giải." Tháp nhỏ nhịn không được nổi giận mắng: "Mẹ nó." Diệp Quang nói khẽ. "Thế nhưng, ta có khả năng không làm theo ý nghĩ của chủ nhân đại đạo bút." tháp nhỏ nói có ý tứ gì diệp quang nhìn về phía chiếc xe ngựa nơi xa kia thiên mệnh khí vận trên người ta sau khi tan biến cũng là mang ý nghĩa bất kỳ người nào cũng đều có thể tính toán ta mà lúc này đây ta làm bất cứ chuyện gì đều phải thật sự chú ý cẩn thận tháp nhỏ đột nhiên nói nhưng kể từ đó rất nhiều chuyện e là sẽ vi phạm bản tâm diệp quang nói chỉ có thực lực cường đại mới có thể tùy tâm sở dục không có thực lực cường đại còn muốn tùy tâm sở dục đó là ngu xuẩn nói xong hắn đột nhiên đi về phía chiếc xe ngựa nơi xa kia bên cạnh diệp quang tổ đạo hơi kinh ngạc nó vội vàng đi theo người bên trong xe ngựa này có thể sử dụng hoang nô tuyệt không phải người bình thường ngươi đừng có đột nhiên làm trò điên rồ gì chúng ta bây giờ là không chịu được bị đánh nó vẫn là sợ sau khi bị phạm chiêu đế lừa gạt thực lực của nó bây giờ chỉ có không đến một phần trăm thời kỳ đỉnh phong hơn nữa còn rất yếu ớt diệp quang nếu như làm loạn nó sẽ lập tức chạy diệp quang không nói gì mà là bước nhanh đuổi kịp chiếc xe ngựa kia ngay vào lúc tổ đạo cho rằng diệp quang muốn xuất thủ cứu người diệp quang lại là đột nhiên nói cô nương dừng bước xe ngựa đột nhiên ngừng lại trong xe ngựa một thanh âm chậm rãi truyền đến diệp quang nghe không hiểu Hắn quay đầu nhìn về phía tổ đạo, tổ đạo điểm một ngón tay ở trên lưng Diệp Quang, rất nhanh, một loại ngôn ngữ cùng với chữ viết cổ xưa xuất hiện ở trong thức hải Diệp Quang. Vừa rồi người bên trong xe ngựa nói là, có việc gì? Diệp Quang ôm quyền đối với xe ngựa, nói Cô nương, ta và vị, xuẩn đệ này bởi vì một số nguyên nhân lạc đường ở đây, không biết cô nương có thể cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường. Phạm vi mảnh khổ giới hải này vô cùng vô cùng lớn, nếu như đi bộ chỉ sợ là phải mất 10 ngày nửa tháng, hơn nữa, hắn không tính nhiệm tổ đạo này. Đường phải do bản thân đi. Nữ tử trong xe ngựa sau khi yên lặng một lát, rèm xe ngựa đột nhiên mở ra, tiếp theo, một tấm dung nhan tuyệt mỹ lộ ra. Cho dù Diệp Quang thường thấy mỹ nữ, nhưng dung mạo của nữ tử trước mắt vẫn như cũ khiến cho hắn có chút chấn kinh, ngũ quan nữ tử này đẹp để không có một tia tì vết, cực đẹp. Nữ tử sau khi nhìn chầm chầm Diệp Quang chốc lát, nói lên đi. Diệp Quang vội vàng đi lên xe ngựa. Tổ Đạo cũng liền vội vàng muốn lên xe ngựa, nhưng lúc này nữ tử đột nhiên nhìn về phía nó. Ngươi đi bộ. Tổ Đạo hơi sững sờ, sau đó nói: "Vì sao?" Nữ tử nhìn nó một cái. "Xấu." Tổ Đạo. Diệp Quang sau khi đi vào xe ngựa, một mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt, không gian trong xe ngựa cũng không phải rất lớn, ước chừng có khả năng dung nạp 4-5 người cổ xe được phủ một lớp vải nước sáng màu, trang trí bằng những đường kim tuyến rực rỡ. Bên cạnh chỗ nữ tử đang ngồi, có một giá sách bằng gỗ cổ thụ, phía trên bày đủ loại sách cổ. Toàn bộ cổ xe tràn ngập một loại khí tức cổ điển và xa hoa. Ở trước mặt nữ tử, có một cái lò lửa nhỏ, phía trên nấu trà, còn có một ít trái cây. Diệp Quang sau khi đi vào, hắn ngồi ở đối diện nữ tử, ôm quyền. Đa tạ. Nữ tử nhìn chầm chầm Diệp Quang tới từ bên kia biển. Diệp Quang hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Từng. Nữ tử bình tĩnh nói. Dị đoan. Diệp Quang nhíu mày. Nữ tử nhìn chầm chầm Diệp Quang, lại nói. Biết một người tên là chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quang nhìn thoáng qua nữ tử, gật đầu. Nữ tử chậm rãi nói. Y năm đó tới từ bên kia, sau khi tới chỗ này tuyên dương chúng sinh bình đẳng, sau đó mang theo bắc hoang tổ điện tiến đánh bỉ ngạn thánh đường. Kết quả cuối cùng là y chiến bại, bị đuổi ra khỏi bỉ ngạn thế giới, mà người bên kia khổ giới hải thì bị bỉ ngạn thánh đường coi là dị đoan, căn cứ vào thánh luật bỉ ngạn thánh đường, phàm là người dị đoan, sẽ bị dùng thánh hỏa thiêu. Diệp quan yên lặng, chủ nhân đại đạo bút đi khắp nơi tạo nghiệp chướng, làm mất uy tín hệ ngân hà. Nữ tử nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi có quen biết chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quang gật đầu. Không phải rất quen, nhưng nhận biết. Nữ tử bình tĩnh nói. Y hiện tại thế nào? Diệp Quang nói. Nghe nói đang dọn nhà cầu cho người ta. Nữ tử cau mày. Dọn nhà cầu. Ý ngươi là sao? Diệp Quang hỏi ngược lại. Trải qua nhiều năm như vậy, bên này còn hận chủ nhân đại đạo bút sao? Nữ tử gật đầu. Y là dị đoan số một, bị bên này xem là đại địch, các ngươi còn may là gặp ta, nếu không phải như vậy, lại đi về phía trước một hồi, các ngươi liền gặp được thủ vệ bỉ ngạn thánh đường. Diệp Quang nhìn nữ tử trước mắt. Cô nương vì sao nguyện ý giúp chúng ta? Nữ tử nói. Có một chút tò mò đối với thế giới bên kia. Diệp Quang khẽ gật đầu. Cô nương muốn biết cái gì, ta đều có thể trả lời. Nữ tử bình tĩnh nhìn chầm chầm Diệp Quang. Khổ giới hải cường đại, cho dù là chân thánh, cũng khó có thể vượt qua, các ngươi là làm thế nào tới. Diệp Quang yên lặng. Nữ tử nhìn Diệp Quang, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quang sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ. Là nhóm huynh đệ của ta dùng mạng sống đưa ta tới. Xe ngựa chậm rãi đi, Diệp Quang hàng huyên với nữ tử trong xe ngựa rất lâu, phần lớn vấn đề nữ tử hỏi đều là liên quan tới chủ nhân đại đạo bút. Đối với dị đoan số một này, nàng rõ ràng phi thường tò mò. Mà trong lúc nói chuyện với nữ tử, Diệp Quang cũng có hiểu biết chung về bỉ ngạn thế giới này. Sau khi trải qua trận thánh chiến năm đó, bỉ ngạn thánh đường đã triệt để trưởng khống toàn bộ bỉ ngạn thế giới, hiện tại bỉ ngạn thế giới là một nhà độc đại. Bỉ ngạn thế giới hiện tại có hai vị chân thánh, một vị trong đó là chân thánh thời kỳ viễn cổ, cũng là một vị chân thánh duy nhất còn sống sót sau khi chủ nhân đại đạo bút phát động thánh chiến, mà vị chân thánh mới kia, chính là mới đột phá một ngàn năm trước, chính là bỉ ngạn thánh tử, tên là Tả Thánh. Mà trong khi nói chuyện phím với nữ tử, hắn cũng biết một chút tin tức về bỉ ngạn chu. Lúc trước, chủ nhân đại đạo bút phát động thánh chiến, cuối cùng bỉ ngạn chu xuất hiện, chủ nhân đại đạo bút và bỉ ngạn chu phát sinh đại chiến, kết quả chính là chủ nhân đại đạo bút rời đi bỉ ngạn thế giới, mà bỉ ngạn chu cũng biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng, khu vực mà bọn hắn đại chiến lúc trước, hiện tại đã biến thành di tích bỉ ngạn nghe đồng bỉ ngạn chu liền ngủ say tại di tích bỉ ngạn. Mà cái chỗ kia, hiện tại là thánh địa của bỉ ngạn thánh đường, chỉ có yêu nghiệt cùng với thiên tài trọng yếu nhất hạch tâm nhất, mới có thể tiến vào bên trong tu luyện cùng với thăm dò. Diệp Quang đã biết con đường mình sẽ đi tiếp theo. Ngoài xe ngựa, tổ đạo vừa đi vừa huyên thuyên, cũng không biết đang nói cái gì, ngược lại trông rất là khó chịu. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tổ đạo nhìn về phía trước, cách đó không xa có hai vị thủ vệ mặc khôi giáp màu vàng kim đứng nơi đó nhìn thấy một màn này vẻ mặt của tổ đạo lập tức biến đổi một vị thủ vệ trong đó đi lên trước y hơi hơi thi lễ đối với xe ngựa cung kính nói bái kiến tông chủ giáo tông chủ giáo nghe thủ vệ này nói tổ đạo lập tức kinh ngạc nó quay đầu nhìn về phía xe ngựa bên cạnh ngạc nhiên vô cùng trong xe ngựa nữ tử nói ừm Thủ vệ kia nhìn thoáng qua tổ đạo một bên, muốn nói lại thôi. Nữ tử lại nói. Để ta xử lý. Thủ vệ lập tức không dám lại nói cái gì, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui sang một bên. Xe ngựa chậm rãi đi về phía nơi xa. Trong xe ngựa, Diệp Quang nhìn về phía nữ tử trước mặt. Ngươi là bỉ ngạn thánh đường. Nữ tử khẽ gật đầu. Từng. Diệp Quang yên lặng nữ tử nhìn chằm chằm hắn không sợ diệp quang lắc đầu ngươi không có ác ý nữ tử khẽ gật đầu nàng bưng lên một tách trà đưa cho diệp quang nếm thử trà bên này của chúng ta đây là lúc trước chủ nhân đại đạo bút mang tới bây giờ đã rất ít uống một tách thiếu một tách diệp quang tiếp nhận tách trà sau đó nói vì sao trợ giúp chúng ta nữ tử kéo rèm xe lên nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ là một mảnh hoàng hôn một lát sau nàng chậm rãi nói hai nguyên nhân thứ nhất ta rất tò mò đối với thế giới bên kia của các ngươi cũng rất tò mò đối với vị chủ nhân đại đạo bút kia thứ hai về sau ngươi sẽ biết diệp quang yên lặng nữ tử thu hồi ánh mắt nàng nhìn về phía diệp quang hỏi ngươi một vấn đề ngươi tới nơi đây làm cái gì lời của nữ tử rất bình tĩnh không có bất kỳ khí tức gợn sóng gì nhưng Diệp Quang lại có chút cảm giác sợ hãi. Diệp Quang không có dấu giếm. Vì bị ngạn chu. Nữ tử nhìn Diệp Quang, không nói lời nào. Diệp Quang lộ ra thần sắc bình tĩnh. Dựa theo cuộc nói chuyện với tổ đạo lúc trước, hiện tại thực lực của hắn ở chỗ này, hẳn là gần với chân thánh, có thể nói, từ chân thánh trở xuống, hắn hoàn toàn có khả năng đi ngang. Đương nhiên, thực lực của nữ nhân trước mắt này rõ ràng cũng rất mạnh, bởi vì hắn cũng không cảm giác được cảnh giới của đối phương. Một lát sau, nữ tử khẽ gật đầu. Bỉ Ngạn thế giới rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Diệp Quang nhìn về phía nữ tử. Mục đích của ta thế nhưng là Bỉ Ngạn Chu. Nữ tử nâng tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói: "Thần vật có linh như thế, nó nếu như lựa chọn ngươi, vậy liền mang ý nghĩa nó tán thành ngươi trở thành chủ nhân Bỉ Ngạn, nếu như nó tán thành ngươi tất cả mọi người bỉ ngạn thế giới chúng ta cũng sẽ tán thành ngươi nhưng ta cảm thấy nó sẽ không lựa chọn ngươi diệp quang không hiểu vì sao nữ tử nhìn chằm chằm diệp quang trong mắt ngươi tràn đầy cựu hận mục đích ngươi muốn đạt được nó không tinh khiết diệp quang yên lặng nữ tử lại nói bỉ ngạn chu không chỉ là một kiện thần vật càng là một loại trật tự bỉ ngạn trật tự bây giờ nó vô chủ đó là bởi vì còn chưa từng xuất hiện một người hoặc là sinh linh có thể nắm giữ loại trật tự như nó là người liền sẽ có tư dục mà người có tư dục nắm giữ thần khí như thế tư dục của người đó sẽ bị phóng to vô hạn tục ngữ có lời người cầm quyền sát tâm tự lên mà người nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này một cái suy nghĩ không tốt của người đó rất có thể sẽ khiến cho vô số thế giới vạn kiếp bất phục nói đến đây nàng nhìn về phía diệp quang Tựa như trận đại chiến ngươi vừa mới nói kia, tổ đạo vì đột phá cực hạn tự thân, không tiết tế chúng sinh, đi đến một độ cao mới. Diệp Quang khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, chẳng qua, ta vẫn là muốn thử xem. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nói. Được, ta có thể giúp ngươi. Diệp Quang nhìn chầm chầm nữ tử. Vì sao giúp ta? Nữ tử nói. Tự nhiên là có điều kiện. Điều kiện này chính là ngươi phải gia nhập Bỉ Ngạn Thánh Đường. Diệp Quang sau khi yên lặng một lát, nói: "Được." Nữ tử tiếp tục nói: "Ta thân là tông chủ giáo, có thể có được một vị giáo tứ, ngươi trước hết ủy khuất một thoáng, làm giáo tứ của ta." Diệp Quang gật đầu. "Được." Nữ tử đột nhiên lại quay đầu nhìn ra tổ đạo phía ngoài. "Người này thì sao?" Diệp Quang vén màn cửa lên, nhìn tổ đạo ngươi có tính toán gì tổ đạo sau khi yên lặng một lát nói đi theo ngươi trộn lẫn diệp quang nhìn chằm chằm tổ đạo không nói lời nào tổ đạo có chút bất đắc dĩ ta biết ngươi có cảnh giác đối với ta nhưng ngươi nhìn một chút bộ dáng của ta hiện tại có thể làm cái gì chúng ta bây giờ hẳn nên hợp lại đối phó họ phạm kia ngươi cảm thấy thế nào diệp quang quay đầu nhìn về phía nữ tử nữ tử nhìn thoáng qua tổ đạo có thể. Diệp Quang khẽ gật đầu. Vậy ngươi liền theo ta đi. Nói xong, hắn buông màn cửa xuống. Trong xe ngựa, Diệp Quang dựa vào ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiểu tử, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, mặc kệ là tổ đạo này, hay là nữ nhân trước mắt này. Diệp Quang nói trong lòng. Tổ đạo bị phạm chiêu đế thôn vệ tu vi, nó tự nhiên là không cam lòng, nó đối với phạm chiêu đế cùng với chủ nhân đại đạo bút khẳng định là hận dĩ nhiên nó đi theo ta cũng tất nhiên là có mục đích nó lợi dụng ta ta cũng có thể lợi dụng nó còn vị cô nương trước mắt này nàng xuất hiện trùng hợp như vậy tháp nhỏ nói ngươi hoài nghi nàng là người của đại đạo bút chủ nhân diệp quan sau khi yên lặng một lát nói khẽ tháp gia nếu như ngay từ đầu đây là một cái bẫy do chủ nhân đại đạo bút bày ra Vậy liệu có khả năng hay không, vô số loại khả năng sẽ phát sinh sau khi ta đi tới nơi này, đều đã ở trong tính toán của chủ nhân đại đạo bút, nói một cách khác, mặc kệ ta lựa chọn mang hoang tổ điện hay là biển ngạn thánh đường này, đều đã ở trong tính toán của chủ nhân đại đạo bút. Tháp nhỏ trầm giọng nói, y khẳng định có thực lực này, ta một mực hoài nghi, sở dĩ chuyện xưa của cha ngươi kết thúc sớm như vậy, cũng là bởi vì y thật sự không dám tiếp tục tính toán đối với cha ngươi, cho nên y quyết định đổi quả hồng mềm để bóp để dễ bố cục hơn diệp quang nhíu mày nói như vậy ta là đang cổng nồi cho cha ta tháp nhỏ nói đại khái là dạng này vẻ mặt của diệp quang âm trầm tháp nhỏ tiếp tục nói tiểu gia hỏa ngươi suy nghĩ rất nhiều thế nhưng ngươi không để ý đến một sự kiện diệp quang nói ngươi nói là thái độ của cha ta và cô cô sao tháp nhỏ nói đúng vậy cha ngươi và cô cô ngươi vì sao dung túng y đối xử với ngươi như vậy ngươi đã từng cân nhắc vấn đề này chưa diệp quan sau khi yên lặng một lát nói trèn luyện tháp nhỏ nói đúng vậy đối với cha ngươi và cô cô ngươi mà nói đám người chủ nhân đại đạo bút cùng với phạm chiêu đế kia chính là đá mài đao của ngươi bọn họ hy vọng ngươi dựa vào thực lực của chính mình để đánh bại bọn hắn hoàn thành trận đại đạo chi tranh này đại đạo chi tranh trong mắt diệp quang lóe lên một vệt phức tạp đúng thế ở giữa mình cùng với phạm chiêu đế còn có chủ nhân đại đạo bút và tổ đạo không phải chính là đại đạo chi tranh sao hiện tại tổ đạo đã coi như là bị loại tiếp theo chính là mình cùng với phạm chiêu đế còn có chủ nhân đại đạo bút đánh cờ chủ nhân đại đạo bút bị nhốt hiện tại là thân tàn chí kiên chỉ có thể động não phạm chiêu đế chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy một khi nữ nhân kia đi qua bên này mình bây giờ căn bản là không có cách chống lại diệp quang dựa vào ghế trầm tư tại thời điểm thực lực không đủ chỉ có thể động não nhiều hơn sau một hồi diệp quang đột nhiên nói tháp gia ta có một kế hoạch chính là kế hoạch này có chút không biết xấu hổ mặc kệ chúng ta không thể làm theo ý nghĩ của chủ nhân đại đạo bút bằng không sẽ bị y chơi chết tháp nhỏ diệp quang đột nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt Chu Lăng tông chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở bên trong bỉ ngạn thánh đường cũng có đối thủ. Hơn nữa, mục tiêu của ngươi là trở thành chân thánh, đúng không? Nữ tử nhìn về phía Diệp Quang, không nói lời nào. Diệp Quang nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Muốn trở thành chân thánh, vô cùng khó khăn, đúng không? Chu Lăng nhìn Diệp Quang, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Quang chân thành nói, ta có thể giúp ngươi trở thành chân thánh chu lăng hiếp hai mắt lại đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề diệp quang trực tiếp lôi kéo chu lăng tiến vào tháp nhỏ sau khi tiến vào tháp nhỏ vẻ mặt của chu lăng trong nháy mắt liền biến đổi diệp quang mở lòng bàn tay ra thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắn đưa thanh huyền kiếm cho chu lăng chu lăng tiếp nhận thanh huyền kiếm vẻ mặt lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng một lát sau nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía diệp quang ngươi muốn làm cái gì diệp Quang nhìn chằm chằm chu lăng diễn một màn kịch với ta chu lăng hiếp hai mắt lại màn kịch gì diệp Quang bình tĩnh nói liền nói ta là bỉ ngạn chi tử phụng mệnh đi tới bên kia khổ giới hải chém giết chủ nhân đại đạo bút mà bây giờ đầu chó của chủ nhân đại đạo bút đã bị ta chém xuống ta hiện tại trở về tiếp quản bỉ ngạn thế giới không có khả năng chu lăng liền nói ngay tuyệt đối không thể, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi. Diệp quan trực tiếp cắt ngang chu lăng. Thanh kiếm này và tòa tháp này chính là lấy ra từ bên trong bỉ ngạn chu, nếu ai không tin, liền để người đó chế tạo ra một tòa tháp như vậy. Nói xong, hắn có chút kích động nói. Chu cô nương, ngươi xem một chút, trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, loại năng lực nghịch thiên này, ngoại trừ bỉ ngạn chu, còn có ai có thể làm được? Còn có ai? Chu Lăng sau khi yên lặng một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Quang, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ngươi đến cùng có phải bị ngạn chi tử hay không? Diệp Quang Lúc Chu Lăng nói những lời này, thần sắc là vô cùng nghiêm túc, bởi vì thời không bên trong tòa tháp nhỏ này của Diệp Quang thật sự là quá kinh khủng. Ngoại trừ bị ngạn chu, nàng cũng không tưởng tượng ra được ai có thể có loại thủ đoạn này, không hề nghi ngờ, cho dù là chân thánh cũng không thể nào làm được. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày thủ đoạn thông thiên triệt địa như thế ở sâu trong đáy lòng nàng nàng mơ hồ cảm thấy chỉ sợ là bỉ ngạn chu cũng đều không làm được còn có thanh kiếm kia thanh kiếm kia cũng không phải tục vật cho dù đặt vào toàn bộ bỉ ngạn thế giới vậy cũng tuyệt đối là thần vật cấp cao nhất nghĩ đi nghĩ lại nàng chỉ có thể nghĩ đến bỉ ngạn chu cũng chỉ có chí cao thần vật bên trong truyền thuyết kia mới có thể làm được tựa như mảnh khổ giới hải kia vậy phải biết khổ giới hải thế nhưng chính là chảy ra từ bỉ ngạn chu, mà khổ giới hải khủng bố này, cho dù là chân thánh cũng đều kiên dè không thôi. Vào giờ khắc này, Chu Lăng đối với Diệp Quang trước mắt là bên trong tò mò lại mang theo kiên kỵ. Diệp Quang cười nói. Chu Lăng tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Lăng sau khi nhìn chầm chầm Diệp Quang một hồi, nói. Việc này quan hệ to lớn, ta tạm thời không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn, bởi vì một khi bị vạch trần, ngươi và ta đều sẽ vạn kiếp bất phục diệp quang đột nhiên nói ngươi tùy thời có thể tiến vào tháp này tu luyện nghiên cứu chu lăng hiếp hai mắt lại nhưng không nói lời nào diệp quang tiếp tục nói ta nếu như thu hoạch được bỉ ngạn chu chúng ta cùng hưởng chu lăng chăm chú nhìn diệp quang ta sao phải tin ngươi diệp quang thẳng thắn nói nói thực ra ta cũng không có nắm chắc thu hoạch được bỉ ngạn chu thế nhưng nếu như ta thu hoạch được Bỉ Ngạn Chu, ta nhất định cùng hưởng với ngươi, quyết không nuốt lời." Chu Lăng trầm mặt, nàng sau khi đi tới lui một lát, nói: "Bỉ Ngạn Thánh tử xuất hiện, không thể coi thường, mấy đại tông chủ cùng với chủ giáo nhất định sẽ nghiêm ngặt thẩm tra thân phận của ngươi, thậm chí sẽ kinh động chân thánh, hơn nữa, mỗi lần thánh tử xuất hiện đều mang ý nghĩa có tai họa buông xuống, thế nhưng hiện tại, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới hết sức thái bình. Có tai họa diệp quang đột nhiên nói ở một bên khác khổ giới hải có một kẻ dị đoan người này là một vị ác đạo tên phạm chiêu đế ả vừa tế chúng sinh thực lực đã đi đến một loại trình độ vô cùng kinh khủng qua không bao lâu nữa ả liền sẽ vượt biển tiến hành cách mạng chu lăng nhìn diệp quang không nói lời nào diệp quang đột nhiên mở lòng bàn tay ra trong chốc lát ba loại lực lượng huyết mạch bột phát ra từ trong cơ thể hắn lực lượng huyết mạch mạnh mẽ trong nháy mắt làm cho chu lăng biến sắc một lát sau, Chu Lăng khẽ lắc đầu. "Diệp công tử, ta đột nhiên cảm thấy, để ngươi làm bỉ ngạn thánh tử, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng." Diệp Quang khẽ gật đầu. "Đúng là có chút nhân tài không được trọng dụng." "Chu Lăng." Diệp Quang nhìn về phía nữ tử trước mắt. "Chu Lăng tông chủ, ngươi suy tính như thế nào?" Chu Lăng nói, "Chúng ta có thể nói chuyện làm sao thuyết phục các chủ giáo khác?" Thiếu niên ở trước mắt có được hai kiện thần vật khủng bố, ba loại huyết mạch đặc thù, thực lực bản thân khẳng định cũng là cực mạnh. Cho dù vị thiếu niên trước mắt này không phải bỉ ngạn chi tử, vậy cũng tuyệt đối không phải một người bình thường, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, đối phương cho phép nàng tu luyện, nghiên cứu ở trong tháp này, đây mới là điều làm cho nàng động tâm nhất, không thể cự tuyệt nhất. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nàng nếu như có thể hiểu rõ một ít quy tắc ẩn chứa trong thời không này, nàng vô cùng có khả năng có thể trực tiếp đi đến chân thánh nàng hiện tại cách chân thánh chỉ kém nửa bước thời không đặc thù trước mắt này chính là cơ hội của nàng về phần cùng hưởng bỉ ngạn chu cái gì kia nàng cũng không có để ở trong lòng bởi vì đó là bánh nướng do vị thiếu niên trước mắt này vẽ ra giải quyết xong nữ nhân trước mắt diệp quang cũng là thở dài một hơi hắn hiện tại không có nhiều thời gian đến bên này chậm rãi phát triển chậm rãi mưu đồ như vậy bởi vì nữ nhân phạm chiêu đế kia tuyệt đối không thể lại cho hắn thời gian này bởi vậy bước chân của hắn nhất định phải tăng tốc phải nhanh hơn phạm chiêu đế bằng không đến lúc đó lại sẽ rơi vào bị động đúng lúc này chu lăng đột nhiên nói diệp công tử tòa tháp nhỏ này không phải là chảy ra từ bỉ ngạn chu đó chứ diệp quang thu hồi suy nghĩ cười nói không phải chu lăng nhìn chằm chằm diệp quang vậy thì đến từ đâu diệp quang nói tổ truyền chu lăng cao mày mặc dù trong lòng tò mò nhưng vẫn không có tiếp tục truy hỏi diệp quang trở về trong xe ngựa mà chu lăng thì tiếp tục nghiên cứu thời không đặc thù ở bên trong tháp nhỏ nhìn mảnh thời không quỷ dị trước mắt này ánh mắt của chu lăng lộ ra từng tia từng tia cùng nhiệt diệp quang sau khi trở lại xe ngựa hắn mở rèm cửa sổ nhìn tổ đạo vẻ mặt khó chịu lên đây đi tổ đạo hơi ngẩn ra sau đó vội vàng chui vào trong xe ngựa khi nhìn thấy trong xe ngựa chỉ có diệp quang tổ đạo lập tức hơi nghi hoặc một chút diệp quang nói a tổ ngồi đi a tổ tổ đạo trầm giọng nói ta không gọi a tổ ta gọi là tổ gia diệp quang khẽ gật đầu được rồi a tổ tổ đạo mặt đen lại nó không tiếp tục xoắn suýt vấn đề xưng hô cùng với diệp quang nữa nó hiện tại đối với Diệp Quang vẫn còn có chút kiên kỵ. Sau khi tổ đạo ngồi xuống, Diệp Quang nói. Chúng ta bây giờ đang ở trên cùng một con thuyền, hẳn là nên thẳng thắn. ngươi cảm thấy thế nào? Tổ đạo gật đầu. Ừm. Diệp Quang rót cho tổ đạo một tách trà, sau đó nói. Thực sự không dám giấu giếm, ta thật ra là bỉ ngạn thánh tử. Tổ đạo vừa uống trà vào liền trực tiếp phun ra, nó nhìn về phía Diệp Quang, cứ như vậy nhìn, cũng không nói chuyện diệp quang tiếp tục nói a tổ đừng ngoài ý muốn ta kỳ thật cũng là gần đây mới biết a tổ nhìn thoáng qua diệp quang có muốn không chúng ta lại thẳng thắn hơn một chút diệp quang nói dẫn ngươi đi một chỗ nói xong hắn trực tiếp mang theo tổ đạo tiến vào bên trong tháp nhỏ vào sau khi tiến vào tháp nhỏ vẻ mặt của tổ đạo trong nháy mắt liền biến đổi diệp quang bình tĩnh nói đây chính là ta lấy ra từ bên trong Bỉ Ngạn Chu. Tổ đạo nhìn bốn phía, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có, nó sở dĩ rung động, không chỉ là chênh lệch thời gian giữa bên trong và bên ngoài, cũng bởi vì loại thủ đoạn này thật ra là vi phạm đại đạo quy luật, đặc biệt là tại Bỉ Ngạn thế giới này, muốn làm được loại chênh lệch thời gian này. Liền mang ý nghĩa quy tắc bên trong thời không đặc thù này có thể áp chế quy tắc thế gian phía ngoài. Không chỉ có thể áp chế quy tắc thế gian phía ngoài, còn phải áp chế đại đạo phía ngoài mới được. Mà đây chính là bỉ ngạn thế giới. Làm sao làm được? Tổ đạo nhìn mảnh thời không trước mắt này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ tên gia hỏa này thật sự là bỉ ngạn chi tử? Đây không phải vô nghĩa sao? Đúng lúc này, Diệp Quang mang Tổ đạo rời khỏi tháp nhỏ, trong xe ngựa, Diệp Quang bình tĩnh nói: "A Tổ, ngươi tiếp theo có tính toán gì không?" Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nói. Tự nhiên là đi theo bỉ ngạn chi tử tôn quý ngài lăn lộn. Nó không biết trong hồ lô của tên trước mắt này đến cùng là đang bán thuốc gì, nhưng nó biết rõ, hiện tại nó nên hiểu chuyện một chút, bằng không, có thể sẽ lọt vào một trận đánh đập, thậm chí là bị giết đạo diệt khẩu. Diệp Quang nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, sau đó nói. Ngươi phải làm thế nào mới có thể khôi phục thực lực? Tổ đạo thần sắc ảm đạm, tiếp theo chính là lên cơn giận dữ nghĩ đến chuyện đó nó liền tức điên khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy cuối cùng vậy mà tiện nghi hết cho người khác bằng không nó hiện tại ít nhất là cấp bậc chân thánh mà nó hiện tại nếu như là chân thánh vậy lần này trở về thế nhưng chính là vương giả trở về ai tổ đạo thở dài thật sâu trong lòng bất đắc dĩ diệp quang nói rất khó tổ đạo khẽ gật đầu rất khó nhưng nói đến đây nó nhìn thoáng qua diệp quang không nói gì diệp quang nói không muốn nói thì thôi tổ đạo vội nói nhưng nếu có đạo tố thạch ta liền có thể khôi phục tu vi diệp quang nhíu mày đạo tố thạch tổ đạo khẽ gật đầu thần vật bên trong bỉ ngạn chu có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ diệp quang nói nói chi tiết một chút Cổ đạo trầm giọng nói. Nói một cách đơn giản, có được kiện thần vật này, ta là có thể cưỡng ép triệu hoán chính mình trong quá khứ tới. Diệp Quang nhíu mày. Liền cùng loại với ngươi tiến vào dòng thời gian của người khác. Cổ đạo nói. Chuyện đó và chuyện này là không thể so sánh, chuyện đó là trực tiếp là triệu hoán bản thân quá khứ đến dung hợp với bản thân bây giờ, dĩ nhiên, cũng hết sức khó khăn, bởi vì dòng thời gian của ta là trùng lập với nữ nhân kia ta triệu hoán bản thân quá khứ nhất định sẽ kinh động nữ nhân kia nói xong nó thấp giọng thở dài nhưng cũng không có biện pháp ta chỉ có thể đi đường này bởi vì nếu như trùng tu ta không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian diệp quang đột nhiên nói đến lúc đó ta sẽ hộ pháp cho ngươi tổ đạo ngẩng đầu nhìn về phía diệp quang không nói lời nào diệp quang bình tĩnh nói ta toàn lực giúp ngươi khôi phục tu vi nhưng ngươi sau khi khôi phục tu vi ngươi cũng phải giúp ta công bằng không tổ đạo vội nói giúp ngươi thế nào diệp quang nhìn tổ đạo tín ngưỡng ta tổ đạo sửng sốt diệp quang bình tĩnh nói có làm hay không vẻ mặt của tổ đạo có chút không dễ nhìn bởi vì trước kia đều là người khác tín ngưỡng nó mà bây giờ diệp quang lấy ra thanh huyền kiếm hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh huyền kiếm lại nói ta không ép buộc ngươi, ngươi nếu như không muốn, vậy chúng ta bây giờ liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tổ đạo nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang, trong lòng có một vạn thất con mẹ nó phi nước đại, ngươi không ép buộc ta, vậy ngươi rút kiếm ra ngoài để làm gì? Diệp Quang nhìn chầm chầm tổ đạo. Ta là một người giảng đạo lý. Trong mắt của hắn, đã có phong ma huyết mạch nhàn nhạt phun trào. Tổ đạo biết, hôm nay chính mình nếu như không đáp ứng, chỉ sợ là không ra khỏi được chiếc xe ngựa này nó khẽ gật đầu được diệp quang nói thề đi tổ đạo nhìn diệp quang không thề có được không diệp quang gật đầu được chẳng qua con người của ta có ân báo ân có cừu báo cừu ngừng ngừng tổ đạo vội vàng nói ta thề chỉ cần diệp quang ngươi có thể giúp ta khôi phục tu vi ta liền tính ngưỡng ngươi quyết không nuốt lời Diệp Quang lắc đầu. Ngươi đọc theo ta, Thỉnh Thiên Mệnh váy trắng, Diệp Huyền, Dương Diệp chứng kiến, Tổ đạo ta thề ở nơi đây, ngày sau tu vi một khi khôi phục, nhất định lập tức tính ngưỡng Diệp Quang, nếu như vi phạm lời thề này, thỉnh ba vị trừng phạt ta. Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nói: Thỉnh Thiên Mệnh váy trắng, Diệp Huyền, Dương Diệp chứng kiến, Tổ đạo ta thề ở nơi đây, ngày sau tu vi một khi khôi phục, nhất định lập tức tính ngưỡng Diệp Quang nếu như vi phạm lời thề này, thỉnh ba vị trừng phạt ta. Diệp Quang khẽ gật đầu. Tốt. Tổ đạo thì cười lạnh trong lòng. Lập lời thề. Đối với loại cường giả cấp bậc như nó, lời thề căn bản cũng không có lực ước thúc gì, chỉ cần đại đạo trong lòng rõ ràng, lời thề tính cái trứng. Tiểu tử này còn quá trẻ, gặp qua việc đời quá ít. Bên trong tháp nhỏ. Sau khi giải quyết sự tình tổ đạo diệp quang trở về tháp nhỏ hắn đi tới thiên mộ vương triều ở trước một ngôi đại điện thiên hình cùng với diệp quang ngồi trên thềm đá trước đại điện diệp quang sau khi yên lặng một hồi tần di thiên hình nói khẽ cùng ngày cửu đệ bỏ mình tần di liền đi theo diệp quang cúi đầu im lặng không nói thiên hình ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ ta vẫn cho rằng nếu như ta sớm gặp được ngươi một chút cũng có thể kết một phần thiện duyên với ngươi chắc chắn sẽ không kém y nhưng ta sau này mới phát hiện ra y làm huynh đệ với ngươi liền căn bản không có suy nghĩ qua lợi ích y là thật sự coi ngươi là huynh đệ điểm này ta kém xa tích tắp y diệp quang yên lặng không nói thiên hình lại nói ta hiện tại là hoàng đế thiên mộ vương triều nhưng ta phát hiện ra ta làm sao cũng không cao hứng nổi sau này ta suy nghĩ rất lâu cuối cùng ta mới phát hiện ra hóa ra ta giống như cửu đệ vậy kỳ thật đối với làm hoàng đế căn bản không có hứng thú quá lớn mà ta sở dĩ chấp nhất đối với làm hoàng đế đơn giản là muốn chứng minh với mọi người thiên hình ta là không hề kém hơn cửu đệ có được long khí nói đến đây y đột nhiên quay đầu nhìn về phía diệp quang y chết tại khổ giới hải còn có cơ hội diệp quang gật đầu có thiên hình đột nhiên nở nụ cười diệp công tử thiên hình ta thực lực yếu, không thể kề vai chiến đấu với ngươi, thế nhưng, chỉ cần ngươi cần, ta tùy thời có thể tính ngưỡng ngươi, mang theo ngàn tỷ con dân toàn bộ thiên mộ vương triều cùng nhau tính ngưỡng ngươi. Diệp quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên hình, thiên hình cười nói. Thiên mộ vương triều hiện tại mặc dù còn chưa phải đặc biệt mạnh, thế nhưng phát triển ở bên trong tháp nhỏ của ngươi, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên, đối với ngươi mà nói, có khả năng vẫn là rất yếu, nhưng đừng ghét bỏ, Diệp Quang đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Thiên Hình, sau đó lấy ra một quyển trục đưa cho Thiên Hình. "Tại thời điểm ta có nhu cầu, ta sẽ tìm ngươi, còn có, tu luyện thật tốt, phát triển Thiên Mộ Vương triều thật tốt, chờ lúc thiên thần lại xuất hiện, chúng ta cho y một sự kinh hỉ." Thiên Hình nhìn chằm chằm Diệp Quang. "Dĩ nhiên." Diệp Quang khẽ gật đầu, quay người rời đi. Sau khi Diệp Quang đi, Thiên Hình chậm rãi nhắm hai mắt lại thiên thần ngươi đưa cho ta hoàng vị ta cũng xấu hổ nhận hoàng vị này vẫn là chính ngươi tự làm đi diệp quang lại tới một chỗ thời không đặc thù ở chỗ thời không đặc thù này phong ấn toàn bộ quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ hắn đã từng muốn đi vào nhưng căn bản là không có cách đi vào sau khi diệp quang đứng đấy nhìn rất rất lâu hắn nói khẽ sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu còn có chân tỷ chờ ta nói xong hắn trở về trong xe ngựa tổ đạo nhìn thoáng qua diệp quang sau đó nói ta có khả năng tiến vào bên trong tháp nhỏ của ngươi nghiên cứu một chút không diệp quang bình tĩnh nói không được tổ đạo không hiểu vì sao diệp quang nói chính là không được tổ đạo trầm giọng nói nữ nhân kia vì sao có thể vào diệp quang nói nàng xinh đẹp tổ đạo Diệp Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, không phản ứng tổ đạo này nữa. Tháp nhỏ đột nhiên nói: "Ngươi tiếp theo có tính toán gì?" Diệp Quang nói khẽ: "Làm cho cả bỉ ngạn thế giới tín ngưỡng ta." Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói: "Vậy cũng quá ngầu." Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng chạy ra khỏi phạm vi khổ giới hải. Lúc này, Chu Lăng xuất hiện ở trong xe ngựa. Chu Lăng nhìn thoáng qua tổ đạo, sau đó nhìn Diệp Quang. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi một chút tình huống bên trong bỉ ngạn thánh đường, bên trong bỉ ngạn thánh đường, người nắm quyền lợi cao nhất, chính là bỉ ngạn giáo chủ, phía dưới là hồng y chủ giáo, tông chủ giáo, một đầu chủ giáo, đại chủ giáo, bốn đại chủ giáo phân biệt trưởng quản bốn khu vực đông tây nam bắc bỉ ngạn thế giới. Xuống chút nữa là chủ giáo, đại ti tế, tư tế, phụ tế. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Thân phận Bỉ Ngạn Thánh tử của ngươi, nhất định phải đạt được bốn đại chủ giáo cùng với Bỉ Ngạn giáo chủ thừa nhận, chỉ có bốn đại chủ giáo cùng với Bỉ Ngạn giáo chủ thừa nhận, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới mới có thể thừa nhận ngươi." Diệp Quang nói. "Nếu sau khi được thừa nhận, ta có quyền lợi bao lớn?" Chu Lăng nhìn hắn. "Không có quyền lợi." Diệp Quang nhíu mày. "Không có quyền lợi?" Chu Lăng gật đầu. "Ngươi sau khi được thừa nhận, không có quyền lợi, thế nhưng thân phận rất cao rất cao, so với giáo chủ còn cao hơn. Sắc mặt Diệp Quang trầm xuống. Chu Lăng lại nói: Bình thường Bỉ Ngạn Thánh tử xuất hiện cũng là vì đối kháng với tai kiếp nào đó, ví dụ như Bỉ Ngạn Thánh tử tiền nhiệm chính là vì đối kháng với chủ nhân đại đạo bút xuất hiện, là có nhiệm vụ đặc thù trên người. Dĩ nhiên, ngươi mặc dù không có quyền lợi, thế nhưng một số yêu cầu của ngươi, Bỉ Ngạn Thánh đường cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Quang khẽ gật đầu. Ta hiểu được, chức cao, quyền thấp. Chu Lăng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quang lại nói. Bỉ ngạn thánh tử tiền nhiệm là được nhận định như thế nào? Chu Lăng nói. Y cầm một kiện bỉ ngạn thánh khí, bỉ ngạn thiên luân. Diệp Quang nhìn thoáng qua Chu Lăng, vào giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ nữ nhân này vì sao nguyện ý phối hợp với hắn. Chu Lăng tiếp tục nói kiếm và tòa tháp nhỏ trong tay ngươi này tương đương với cấp bậc bỉ ngạn thánh khí, chẳng qua, muốn lấy được thừa nhận, còn cần một vật. Diệp Quang hỏi. Vật gì? Chu Lăng nhìn chầm chầm hắn. Bỉ ngạn ấn ký. Diệp Quang nhíu mày. Đó là cái gì? Chu Lăng nói. Một loại ấn ký đặc thù, hình thuyền nhỏ màu đỏ như máu. Diệp Quang trầm giọng nói. Nói một cách khác, đây chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta chu lăng khẽ gật đầu từng tổ đạo ở một bên đột nhiên nói làm một cái không phải là được sao diệp quang cùng với chu lăng nhìn về phía tổ đạo tổ đạo nhìn thoáng qua diệp quang ngươi có huyết mạch đặc thù dùng huyết mạch đặc thù làm một cái có thể dùng giả loạn thật cho dù bọn hắn hoài nghi ngươi còn có kiếm cùng với tháp nhỏ có hai thứ thần vật này bọn hắn liền sẽ không lại hoài nghi Chu Lăng cũng nói: "Đúng như những gì ta nghĩ, bởi vì toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới không có loại thánh vật cấp bậc này, chỉ cần hai kiện thánh vật này xuất hiện, bọn hắn không thể không tin." Diệp Quang khẽ gật đầu. "Hiểu rõ, tiếp theo chính là nhìn ta biểu diễn." Chu Lăng nhìn Diệp Quang. "Đúng vậy, làm Bỉ Ngạn thánh tử, nhất định phải là khí độ bất phàm, có một không hai cổ kim, bởi vậy." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại bởi vì nàng phát hiện ra thiếu niên ở trước mắt hết sức phù hợp với khí chất này chu lăng sau khi ngừng lại một chút nói ngươi bây giờ là thực lực gì diệp quang nói chân thánh trở xuống ta hẳn là vô địch chu lăng sau khi nhìn chằm chằm diệp quang một lát nói như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì có thực lực có nhan sắc có siêu cấp thần khí đây hoàn toàn phù hợp với thân phận bỉ ngạn thánh tử tổ đạo nhìn thoáng qua diệp quang không nói gì vào giờ phút này nó đại khái đã đoán được ý đồ của diệp quang tên gia hỏa này là muốn để cho toàn bộ bỉ ngạn vũ trụ đều tính ngưỡng hắn nếu quả thật có thể làm được đây tuyệt đối là vô cùng bùng nổ phải biết võ đạo văn minh bên này là cao hơn thập cực vũ trụ bên kia không ít một khi người bên này tính ngưỡng diệp quang như vậy tuyệt đối có thể chống lại họ phạm kia vừa nghĩ tới đó nó liền cảm thấy tức giận. Vốn dĩ nó mới là đứng đầu vô địch. Nghiệp chướng mà. Chu Lăng nói. Ta vừa mới truyền tin về bỉ ngạn thánh đường, nói bỉ ngạn thánh tử buông xuống, hiện tại bọn hắn khẳng định đã đang chờ chúng ta. Diệp Quang khẽ gật đầu. Tiếp theo giao cho ta đi. Chu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quang. Được. Bởi vì đã rời khỏi phạm vi khổ giới hải, bởi vậy, bọn hắn không cần lại ngồi xe ngựa chậm rãi đi, ba người ngự không mà đi, nhưng cũng phải dùng trọn vẹn nửa canh giờ mới đến Bỉ Ngạn Thánh Đô. Bỉ Ngạn Thánh Đô, nơi này chính là trung tâm toàn bộ Bỉ Ngạn Thế Giới, cũng là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Bỉ Ngạn Thế Giới. Vừa tới Bỉ Ngạn Thánh Đô, một tòa giáo đường cực kỳ rộng rãi liền xuất hiện ở trong ánh mắt ba người, tòa giáo đường kia liền sừng sững ở vị trí trung ương Bỉ Ngạn Thánh Đô thành, cao vút trong bay, tựa như là từng thanh kiếm tổ hợp lại cắm vào thương khung, vô cùng hùng vĩ tráng lệ, tại đỉnh cao nhất giáo đường có một chiếc thuyền nhỏ đen kịp trên chiếc thuyền nhỏ kia còn có một cây cờ xí toàn thân cờ xí màu đỏ như máu đón gió phất phới diệp quang nhìn chiếc thuyền nhỏ kia đó chính là bỉ ngạn chu bên cạnh diệp quang chu lăng khẽ gật đầu ừm diệp quang có chút hiếu kỳ bỉ ngạn thánh đường các ngươi có biết lai lịch của chiếc bỉ ngạn chu này không chu lăng lắc đầu lai lịch cụ thể không biết chỉ biết là Văn Minh Võ Đạo Bỉ Ngạn thế giới bắt nguồn từ chiếc Bỉ Ngạn chu này. Diệp Quang đột nhiên nhìn về phía Tổ Đạo, Tổ Đạo liên tục khoát tay. Ta cũng không biết, chẳng qua Nó muốn nói lại thôi. Diệp Quang nói. Chẳng qua cái gì? Tổ Đạo trầm giọng nói. Chủ nhân đại đạo bút có khả năng biết. Diệp Quang cao mày. Chu Lăng đột nhiên lại nói. Đợi chút nữa chúng ta đổi thuyết pháp liền nói ngươi phụng mệnh đi khổ giới hải bên kia tru diệt chủ nhân đại đạo bút thế nhưng cũng không thành công như vậy càng thỏa đáng hơn một chút diệp quang gật đầu ta hiểu rõ chủ nhân đại đạo bút năm đó giết mấy vị chân thánh còn giao đấu với bỉ ngạn chu mà lấy thực lực của hắn bây giờ nói rằng đã chém giết chủ nhân đại đạo bút người bên này hiển nhiên là sẽ không tin nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha